chương 520, liếc mắt đưa tình. Hiện tại lý thất dạ ngược lại tốt, vậy mà một hơi mang đi đại lượng thiên mệnh chân thạch, kỳ tích như thế này hoàn toàn đánh vỡ tất cả tu sĩ thường thức, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cái này, cái này, này làm sao có thể dạng này? Lúc này, không biết là ai thê lương hét lên một tiếng, không cách nào đối mặt dạng này một màn, dạng này một màn không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ phát cuồng. Thế nhân đều biết chỉ có thiên mệnh chân thạch lựa chọn chủ nhân, không phải tu sĩ chọn lựa thiên mệnh chân thạch. Hiện tại lý thất giả tự như chọn lựa rau cải trắng. Giờ này khắc này, hắn giống như đứng tại một đống lớn cải trắng đồ ăn trước sạp, chọn ba lấy bốn, cuối cùng một bộ phận thiên mệnh chân thạch tự như rau cải trắng bị hắn chọn lấy. Đó căn bản là không thể nào sự tình, một người vậy mà một hơi mang đi nhiều như vậy sinh linh cấp trở lên thiên mệnh chân thạch, đó căn bản không có khả năng phát sinh má ơi cuối cùng làm sao vậy lão tạc thiên hôm nay điên rồi sao vậy mà có thể cho một người như vậy mang đi nhiều như vậy thiên mệnh chân thạch lão tạc thiên đến tột cùng có hay không mọc ra mắt lúc này có tu sĩ trái tim chịu không được nhận kích thích rất lớn thét to giờ này khắc này trái tim không chịu được đã không chỉ một tu sĩ mà là một đoàn tu sĩ ở thời điểm này không biết bao nhiêu tu sĩ bị kích thích cái này rất giống tất cả mọi người hút cháo, mà lý thất dạ lại là gan rồng phượng gan ăn không hết, này làm sao không khiến người ta ghen ghét đến phát cuồng đây. Trước mắt như thế một màn hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người thường thức, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, cho là mình là nằm mơ, nhưng là, đây tuyệt đối không phải nằm mơ, đây là vô cùng chân thật sự tình. Tại sao có thể như vậy? Lý thất giả quan hệ tốt như vậy làm vận trúc cũng khó khăn tại tin tưởng chuyện này đã không cách nào dùng đánh vỡ thường thức hình dung, chuyện này quỷ quỷ đến rối tinh rối mù. Nếu không phải ban ngày ban mặt, nàng đều sẽ cho rằng đây là gặp quỷ rồi. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, Lý Thất già cười tủm tỉm nói ra. đương nhiên, nguyên nhân chân chính hắn sẽ không nói ra đi, bên trong nguyên nhân cũng chỉ có hắn biết. đẹp trai cái quỷ, Lam Vận Trúc tức giận lườm hắn một cái. Hiện tại có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh ở trên người của hắn nàng đều sẽ không sợ hãi, lại chuyện quỷ dị lại so với trước mắt việc này quỷ dị như vậy sao? Lúc này, Lý Thất Già dạ tại đông đảo Thiên Mệnh Chân Thạch bên trong lấy ra một khối. Ném cho Lam Vận Trúc, cười nói ra, ngươi vận khí không tệ. Ta nói khối kia Thiên Mệnh Chân Thạch vẫn còn, tặng cho ngươi đi. Đương Lam Vận Trúc vừa tiếp xúc với tới trong tay khối này phun ra nuốt vào lấy thần quan Thiên Mệnh Chân Thạch lúc nàng lập tức im lặng tốt như vậy thiên mệnh chân thạch hắn vậy mà giống như đưa một gốc cải trắng tặng người nhưng là càng làm cho lam vận trúc im lặng là khối này thiên mệnh chân thạch vậy mà không vui đi theo nàng ngược lại hướng lý thất dạ bên người chạy tới cái này lập tức để lam vận trúc tức giận đến nghiến răng chỉ vào khối này thiên mệnh chân thạch mắng tiểu tử bản cô nương giàu gì cũng là song thánh chi tư thiên chi kiêu nữ đã vậy còn quá xem thường ta cẩn thận ta lột da của ngươi. Lúc này, nàng cũng không để ý hình tượng thuộc nữ. Việc này để cho nàng bị đả kích lớn, liền thiên mệnh chân thạch đều hướng lý thất dạ trên người cọ, giống như lý thất dạ là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ nam tử. Lý thất dạ không khỏi vì đó mỉm cười. Vỗ khối này thiên mệnh chân thạch cười nói ra, nhà đầu kia rất tốt. Song thánh chi tư, hơn nữa lấy thiên mệnh bí thuật trúc cơ. Yên tâm, về sau nha đầu kia có ta bảo bọc ngươi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi cuối cùng khối này thiên mệnh chân thạch tâm không cam tình không nguyện mà rơi vào lam vận trúc trong tay cái này khiến lam vận trúc triệt để không có tính tình gia hỏa này quá quỷ dị tà môn cực độ ngươi làm sao lại nhận nhiều như vậy thiên mệnh chân thạch hoang nghênh lam vận trúc hoàn toàn không hiểu rõ nhìn không được nói ra chuyện như vậy nói đến hoàn toàn không có đạo lý bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nói chính là ta. Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Quẹ, Lam Vận Trúc làm một cái nôn mửa bộ dáng, tức giận nói ra, dung mạo ngươi đẹp trai. Nam nhân thiên hạ đều là Mỹ Nam Tử, đều đẹp trai đến rối tinh rối mù. Lý thất dạ không thể nín được cười, nói ra, muốn nghe đứng đắn một chút lý do sao. Rất đơn giản, bởi vì cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn vạn thế cổ kim duy ta quét ngang nha đại thúc khoác lát không làm bản nháp lam vận trúc lường hắn một cái nói ra ngươi nói tương lai ngươi độc tôn ta còn tin tưởng một điểm nói vạn cổ ngươi quét ngang cái kia rõ ràng là khoác lát ngươi mới mấy tuổi tiểu thí hài mà thôi đối lam vận trúc lý thất dạ không khỏi cười một tiếng nói ra tốt à nói nguyên nhân chân chính đó là bởi vì ta dự định xây một cái thạch đầu bang, về sau lần này thiên mệnh chân thạch liền là liền là của ta thiên binh thiên tướng, bọn nó có ta bảo bọc, cái kia chính là thiên hạ hoành hành, thụ thiên địa chi hoa, nạp cửu giới chi tinh, thừa vạn thế chi thái. Thôi đi, có quỷ mới tin đây. Lam vận trúc lườm hắn một cái, nghiến răng, dưng lên đôi bàn tay trắng như phấn, có chút dương nanh múa vuốt bộ dáng, nói ra, đại thúc, nếu như ngươi muốn cho ta tin tưởng, liền nói điểm nghiêm chỉnh nếu không, xem ta thu thập ngươi. thấy nàng lần này bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Sau đó giang tay ra, chậm trật tự tư nói ra, nghiêm chỉnh mà nói: tốt a, à, chúng ta nói điểm chuyện đứng đắn. nhà đầu, ngươi không được quên chúng ta đổ ước, nhớ rõ đêm nay cởi trống trơn để cho ta hảo hảo thưởng thức thưởng thức, nhìn một chút thân hình của ngươi có phải hay không nhất lưu. Tử sắc phôi. nghe xong lời này. Lam Vận Trúc vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, xì một tiếng, nói ra: "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ?" xoay người chạy. Nhà đầu, làm người muốn nói lời giữ lời, phải nhớ đến, quân tử nhất ngôn, nặng như thần sơn. Lý Thất Dạ thông dong tự tại, cùng sau lưng Lam Vận Trúc. Phi, ta không phải quân tử, ta là tiểu nữ tử là. Lam Vận Trúc mặt đỏ bừng, nhanh như chớp chạy trốn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đuổi theo. Trên thần Long Sơn, tất cả mọi người lặng lặng đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, không có người thốt một tiếng, tất cả mọi người choáng váng tại rất nhiều người trong mắt, gia hỏa này liền là yêu nghiệt, tà môn cực độ. Trời đánh, ta thiên mệnh chân thạch nha, ta còn muốn nghĩ đến một khối chính đạo thiên quẩn thiên mệnh chân thạch đây. Lý Thất Dạ đi rất lâu sau đó, không biết là ai hét lên một tiếng, bi thảm vô cùng. Nhìn lấy trụi lũi đỉnh núi. Lúc này, không biết bao nhiêu thế hệ trước cũng bắt đầu đồng tình lên nghĩ đến nơi này đụng vận khí người tuổi trẻ cùng lý thất dạ dạng này yêu nghiệt cùng một cái thời đại thực sự quá bi ai chọn thiên mệnh chân thạch như là chọn cải trắng chuyện như vậy như là phong bạo quét sạch toàn bộ đệ nhất hung phần ngũ đại vực lập tức truyền khắp chuyện này chuyện này tại tất cả tu sĩ truyền thừa ở giữa nổ tung rung động tất cả mọi người không có khả năng vừa nghe đến tin tức như vậy không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đại nhân vật bị sợ nhảy một cái. Coi như là đại giáo lão tổ cũng không tin chuyện như vậy. Lão tổ, việc này đệ tử tận mắt nhìn thấy, hơn nữa sư phụ cũng ở tại chỗ. Có đệ tử hướng mình trong giáo lão tổ báo cáo chuyện này, lời thề son sắc nói. Cái này, cái này, tiểu tử này cũng quá tà môn đi, chuyện như vậy làm sao có thể chứ? Cái này, cái này, đây quả thực là đánh vỡ thường thức. Chuyện này tìm được chứng minh về sau, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại nhân vật vì đó thất thần, không biết có bao nhiêu tu sĩ vì đó phát cuồng. Nghịch thiên như vậy sự tình cũng truyền đến những thiên tài kia trong tai. Giống như Cự Khuyết Thánh tử, Quỷ Trùng Ma tử thiên tài như vậy, hoàn toàn yếu siêu, bọn hắn những thiên tài này trong lòng không khỏi hận đến phát cuồng, chưa trừ diệt lý thất dạ, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tại Thổ vực, đế tọa vừa nghe đến tin tức như vậy, lập tức đứng lên, trong nháy mắt huyết khí bộc phát, hắn huyết khí bộc phát thời điểm vô cùng kinh khủng, thiên địa vì đó ảm đạm, nhật nguyệt trung rẩy. Tốt, ta đang cần loại này tuyệt thế vô thượng thiên chi kiêu tử làm ta thông hướng tiên đế con đường bàn đạp. Đế tọa đứng lên, mắt hổ phán cố thiên hạ. Bá khí vô cùng, chậm chậm nói ra, ta vốn muốn trong tương lai trảm thiên luân hồi, hiện tại xem ra, ta có một cái tốt hơn con mồi thân là quỷ tộc một cái khác đỉnh phong thiên tài, thiên luân hồi vừa nghe đến tin tức như vậy, cả người giấu ở khí tức thần bí bên trong hắn vậy mà thần bí nở nụ cười, hắn một đôi mắt lập tức lộ ra yêu dị, cười nói ra, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau khi nói xong, thiên luân hồi nhắm mắt lại, một bộ vượt khỏi trần gian bộ dáng, tự hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, có lẽ, đó cũng không phải không có quan hệ gì với hắn, mà là hắn đã trí tuệ vững vàng mà thân là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài một cái khác đỉnh phong, Tiên Phạm nghe được tin tức này, hắn trở nên động dung, nói ra, gia hỏa này vậy mà thành công, ta có thể được đến ngũ hành tiên giáp nhận chủ, lại không thể đạt được tảng đá kia tán đồng, gia hỏa này vậy mà đạt được tảng đá kia nhận chủ, đây cũng quá tà môn đi. Liền Tiên Phạm đều thất thần trong chốc lát lúc, hắn lấy lại tinh thần, cuối cùng cảm thán nói ra, khá lắm, núi cao còn có núi cao hơn xem ra tương lai tiên đế con đường cũng không tịch mịch. Như thế rung động tin tức, nhân tộc cũng tốt, quỷ tộc cũng được. Coi như là chủng tộc khác cũng đều bị chấn động, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu ngày mới vì đó ảm đạm phai mờ. Chuyện này truyền đi về sau, không biết để bao nhiêu người làm chi đắm ngực dậm chân. Lý thất dạ một người mang đi nhiều như vậy tám, chính đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, cái này có thể để cho người không đắm ngực dậm chân sao? đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói thế hệ trẻ tuổi còn có rất nhiều tu sĩ không có luyện tạo chính mình thiên mệnh chân thạch người coi như luyện thanh toán cũng có rất nhiều tu sĩ muốn lấy được tốt hơn thiên mệnh chân thạch đối với tu sĩ mà nói lúc tuổi còn trẻ đổi thiên mệnh chân thạch còn kịp tuổi già về sau lại không được bởi vì tuổi già về sau ai cũng không nỡ đem đại lượng sinh mệnh lực dùng tại tế luyện bản mệnh chân khí phía trên không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ còn khát vọng đi thần Long Sơn đạt được chính đạo thiên quẩn thiên mệnh chân thạch, hiện tại lý thất dạ mang đi nhiều như vậy chính đạo thiên quẩn thiên mệnh chân thạch, đây quả thực để bọn hắn mộng nát, này làm sao không khiến người ta phiền muộn phát điên đâu. Luận phiền muộn, vẫn là không phải quỷ tộc không ai có thể hơn. Quỷ tộc gần nhất thực sự phiền muộn tới cực điểm. U Thánh Tam Kiệt cho tới nay là quỷ tộc kiêu ngạo, cũng có thể nói là quỷ tộc tương lai. Hiện tại ngược lại tốt, tuôn ra một cái lý thất dạ còn chưa đủ, lại toát ra một cái tiên Phàm hiện tại lý thất dạ vậy mà danh tiếng vượt trên đế tọa, thiên luân hồi, cái này khiến quỷ tộc thế hệ tuổi trẻ ảm đạm phai mờ. Tiếp tục như vậy nữa, quỷ tộc thế hệ tuổi trẻ sẽ được nhân tộc ép tới không thở nổi. Chương 521, Kim Cương Lý đương lý thất dạ mang đi đại lượng thiên mệnh chân thạch tin tức truyền đi về sau lý thất dạ cùng lam vận trúc đang định rời đi kim vực mặc dù kim vực còn có rất nhiều bảo vật nhưng là lý thất dạ không nguyện ý lại hoa càng nhiều thời gian dừng lại ở chỗ này ta thay ngươi thăm dò được tin tức đi nghe ngóng tin tức lam vận trúc rất mau trở lại tới nàng nói với lý thất dạ ngươi nói cái kia mê thất thần đảo hoàn toàn chính xác tại thổ vực bên trong nghe được tin tức này Lý thất dạ một trái tim hoàn toàn ổn, cái này cùng hắn phỏng đoán hoàn toàn tương tự. Trước kia hắn liền có thể khẳng định hắn muốn đồ vật tại đệ nhất hung phần, hiện tại mê thất thần đảo đích đích sát sát ngay tại đệ nhất hung phần bên trong, cái này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Mê thất thần đảo như thế nào đây? Lý thất dạ cười hỏi. Lam Vận Trúc nói ra, nghe nói đi theo hải ngoại thời điểm không kém là bao nhiêu, vẫn bị sương mù bao phủ, nghe nói sương mù lui một chút, nhưng là y nguyên không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ hòn đảo đúng là như thế lý thất dạ minh bạch mê thất thần đảo lộ ra chân dung đó là chuyện sớm hay muộn nó xuất hiện ở đệ nhất hung phần là có nguyên nhân hiện tại nhìn mê thất thần đảo sao lam vận trúc không khỏi hỏi trên thực tế lam vận trúc trong lòng cũng kỳ quái tại thiên quần đảo thời điểm nàng thế nhưng là cùng với lý thất dạ về sau xuất hiện mê thất thần đảo nạn đã từng phỏng đoán qua mê thất thần đảo đột nhiên xuất hiện chỉ sợ cùng lý thất dạ có quan hệ không cần thời gian mê vụ còn không có thối lui chúng ta đi cũng chỉ có thể chờ đợi đã nó ở chỗ này liền chạy không được ta nắm giữ lấy đệ nhất hung phần chìa khóa cho nên nói chúng ta có nhiều thời gian lý thất dạ vừa cười vừa nói lam vận trúc không khỏi tò mò nói ra mê thất thần đảo bên trong đến tột cùng có cái gì đâu nghe người ta nói có người nghe được tiên phượng minh đề thậm chí có người nói thấy được kim long bay lên chẳng lẽ nói mê thất thần đảo bên trên thật sự có trong truyền thuyết thần thú lại hoặc là nói là có trong truyền thuyết thần thú lưu lại binh khí có hay không thần thú ta ngược lại không rõ ràng lý thất già híp mắt cười nói ra nhưng là ở phía trên khẳng định có rất nghịch thiên rất nghịch thiên đồ vật bất quá cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu vậy liền nói không chính xác cái này muốn xem là ai? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lam Vận Trúc không khỏi hỏi, nàng xem được đi ra lý thất giả rất để ý phía trên đồ vật. Trên thực tế, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, có thể làm cho lý thất giả để ý đồ vật thật đúng là không nhiều. Một cái tồn tại. Lý thất giả hiếp mắt, coi như rất rất xa. Trầm mặt một hồi về sau, nói ra, một cái có thể cho chư thần hủy diệt tồn tại coi như là tiên đế tại thế cũng đều vô cùng kiên kỵ tồn tại lam vận trúc không khỏi biến sắc giật mình nói ra thế gian thật có vật như vậy sao hủy diệt chư thần tiên đế vô cùng kiên kỵ cuối cùng là như thế nào đồ vật phải biết tiên đế gánh chịu thiên mệnh có thể nói tiên đế liền là chân mệnh thiên tử đạt được thương thiên tán đồng thậm chí có người nói tiên đế liền là thương thiên chi tử giống như tiên đế dạng này vô địch tồn tại còn có cái gì đồ vật có thể làm cho hắn kiên kỵ đây cái này tạm thời chỉ là ta một cái phỏng đoán lý thất giả cười nói ra chỉ là một cái phỏng đoán nếu như ta đoán không lầm như vậy một món đồ như vậy đồ vật hoàn toàn chính xác tồn tại nó bị phong tồn rất lâu có lẽ nó rốt cục muốn gặp mặt trời thời điểm đến còn có một tin tức lam vận trúc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng sau đó nói ra nghe nói tổ thành người đến tạm thời bọn hắn người tới không nhiều chỉ có mấy người bất quá nghe nói mấy người này là tới thăm dò hư thực âm dương tiên sư cùng người nói tổ thành lão tổ lại có mấy vị tự mình giá lâm có người nhìn thấy tổ thành người đi mê thất thần đảo muốn tìm một chút hư thực ha ha cái này cũng không ngoài ý muốn bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nghe được một ít gì đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ lội vũng nước đục này lý thất giả dạ không có chút nào kinh ngạc cười lạnh một tiếng nói ra bất quá hiện tại lam vận trúc cũng không kinh ngạc tổ thành người sẽ đến nếu như mê thất thần đảo bên trên thật sự có giống như lý thất giả dạ theo như lời vật như vậy tổ thành tuyệt đối sẽ không buông tha vật như vậy lam vận trúc lấy lại tinh thần không khỏi hỏi chúng ta bây giờ đi đâu một vực hỏa vực vẫn là một vực lại hoặc là trực tiếp đi thổ vực. Bảo quy trưởng môn bọn hắn đi vực nào? Lý thất già dạ hỏi. Lam Vận Trúc nói ra, ta vừa rồi thăm dò được tin tức, nghe nói sư tôn bọn hắn tại thủy vực. Bất quá, không cùng một vực, ta không cách nào cùng sư tôn bọn hắn liên hệ với. Thủy vực. Lý thất già dạ sờ lên cái cầm, cười nói ra, tốt, chúng ta đi thủy vực nhìn một chút, ta biết rõ, thủy vực đích thật là một cái địa phương tốt. Lam Vận Trúc cũng đồng ý, nàng cũng nhìn nghĩ vừa nhìn bọn hắn thiên lý hà được cái gì dạng cơ duyên. Nàng đi theo lý thất dạ tại kim vực tìm tới một cái đạo đài, thông qua đạo môn trực tiếp truyền tống đến thủy vực. Thủy vực, đây là một cái để cho người ta hướng tới địa phương. Trời xanh biển xanh, một vùng biển mênh mông, đây là một cái mênh mông biển rộng vô bờ, đương đứng tại thủy vực thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm giác toàn thân thư thái, đập vào mặt ướt ác khí tức để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng gột rửa toàn thân mệt mỏi thủy vực lại là biến cả nha đương đứng tại trên mặt biển thời điểm lam vận trúc không khỏi đại xuất ngoài ý muốn lý thất dạ cười nói ra đây là một cái hải tàng tại đây mình mông biển lớn phía dưới cất giấu rất nhiều bí mật để cho người ta đào móc không hết bí mật thiên lý hà chư lão cũng xác thực tại thủy vực lam vận trúc đi vào thủy vực về sau rất nhanh liền cùng bảo quy đạo nhân bọn hắn có liên lạc lam vận trúc mang theo lý thất giả dạ lập tức chạy tới đương lam vận trúc mang theo lý thất giả dạ cùng bảo quy đạo nhân bọn hắn hội hợp thời điểm chỉ gặp bảo quy đạo nhân bọn hắn toàn bộ đều tại to lớn cá chép bên trên thiên lý hà chư lão không có tách ra hành động hơn nữa đều cùng một chỗ lúc này to lớn cá chép ở trên biển vô cùng nhanh chóng chạy như bay tốc độ cực kỳ kinh người tự hồ thiên lý hà chư lão đang đuổi theo thứ gì, sư phụ, làm cái gì vậy đâu. Nhìn thấy to lớn cá chép sát mặt biển vô cùng nhanh chóng phi hành, Lam Vận Trúc không khỏi tò mò hỏi. Đuổi một con cá lớn. Bảo Quy Đạo Nhân nói ra. Lúc này, có mấy cái nguyên lão đều nhìn chằm chằm mặt biển, bọn hắn thiên nhãn một lần lại một lần quét sạch cái này vùng biến. Đuổi một con cá lớn. Lam Vận Trúc không khỏi hiếu kỳ. Nói ra, đây là như thế nào một con cá lớn? Bảo ngư sao? Soạt, một tiếng to lớn tiếng nước vang lên, dưới đáy biển có cự vật vọt lên, nhấc lên bọc nước tự như sóng lớn cao cao quăng lên. Từ đáy biển vọt lên lại là một đầu to lớn vô cùng cá, thiên lý hà chư lão áp chế cá chép đã rất lớn, nhưng là, cùng đầu này cá lớn so sánh với, vẫn là xa xa nhỏ một vòng. To lớn con cá vọt lên, con cá này mà vậy mà toàn thân đen như mực, từng mảnh từng mảnh vẫy cá tự như huyền thiết tạo thành. Đương vọc lên thời điểm, ánh nắng chiếu vào nó trên người, vẫy cá tản mát ra vận sáng nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời, nó thân hình, nó đường công, lộ ra đặc biệt hoàn mỹ. Khi này đầu cá lớn vọc lên thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như đây là một đầu chân lông nhảy ra mặt nước, cái loại này không nói được khí tức để cho người ta trở nên động dung. Thật xinh đẹp, nhìn thấy như vậy một đầu cá lớn nhảy ra mặt nước, Lam Vận Trúc không khỏi sợ hãi tháng phục ca ngợi nói. Theo sát, đừng mất dấu, chúng ta đuổi chín ngày chín đêm. Bảo Quy Đạo Nhân phân phó nói. Soạt. Tiếng vang tiếng nước bên tai không dứt, cá lớn lúc lặng lúc vọt. nhấc lên cao cao bọc nước, tràn diện hùng vĩ mà mỹ lệ, để cho người ta coi như hoa mắt vô cùng. Cá lớn tốc độ cực nhanh, mà thiên lý hà cá chép cũng theo sát cái kia cá lớn lại xuất hiện mọi người mau đuổi theo nha dạng này một đầu cá lớn vọt tại trong nước đã sớm kinh động đến trong thủy vực rất nhiều tu sĩ không ít tu sĩ nhao nhao cùng xuống dưới trên thực tế trước đó không chỉ thiên lý hà đang đuổi đầu này cá lớn tại thiên lý hà đằng sau còn có rất nhiều tu sĩ đang đuổi chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ không bằng thiên lý hà mà thôi đây là cái gì cá côn bằng sao lam vận trúc không khỏi thưởng thức đầu này cá lớn cái kia đường công hoàng mỹ tán thưởng nói không kim cương lý lý thất dạ nhìn trước mắt đầu này nhảy ra mặt nước cá lớn cũng tán thưởng nói ra thật là xinh đẹp loại xinh đẹp này vĩnh hằng bất biến công tử nhận ra con cá này bảo quy đạo nhân cũng không khỏi đến cảm thấy hứng thú nói ra ta là đọc qua tổ sư tuyệt mật thủ trác về sau mới biết được con cá này danh tự không có gì nghe nói qua mà thôi loại cá này thế gian có thể nói là độc nhất vô nhị ngoại trừ nơi này bên ngoài ở bên ngoài chỉ sợ tìm không thấy đầu thứ hai lý thất dạ vừa cười vừa nói kim cương lý hắn đâu chỉ biết tại lúc đó hắn nhưng truy đuổi qua đầu này cá con cá này có thể nói là mang theo một cái kinh thiên bí mật chính như công tử nói như vậy kim cương lý hoàn toàn chính xác độc nhất vô nhị truyền ngôn chỉ có ở chỗ này mới có một đầu dạng này kim cương lý bảo quy đạo nhân nói ra sư phụ truy đuổi cái này kim cương lý làm cái gì lam vận trúc không khỏi hỏi chẳng lẽ chúng ta muốn bắt đầu này kim cương lý sao nhưng là nhìn thấy đang ngồi chư lão lại không có ý xuất thủ không chúng ta tìm nó sao huyệt bảo quy đạo nhân nói ra tổ sư tuyệt mật thủ trác có ghi chép kim cương lý sao huyệt là một cái khó lường địa phương chính là đến thiên địa tạo hóa theo tổ sư tuyệt mật thủ trác ghi chép, kim cương lý sào huyệt có một cái tuyệt thế tạo hóa, cho nên, chúng ta một mực đuổi theo kim cương lý, thẳng đến tìm tới nó sào huyệt mới thôi. Nghe được lời như vậy, Lam Vận Trúc không khỏi nhìn qua lý thất dạ, nói ra, người biết kim cương lý sào huyệt ở nơi nào sao? Hiện tại vừa gặp phải sự tình, nạn cái thứ nhất liền hỏi lý thất dạ, lý thất dạ liền đệ nhất hung phần loại này như thế bí mật sự tình đều biết, cho nên, theo Lam Vận Trúc, tự hồ không có chuyện gì Lý Thất Dạ không biết. Không biết. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, chính như các ngươi tổ sư chỗ ghi chép như vậy, chỉ có một mực truy tìm xuống dưới mới có thể tìm được kim cương Lý Sao Huyệt, bởi vì kim cương Lý Sao Huyệt sẽ phiêu bạc di động. Chỉ có tại kim cương Lý về Sao Huyệt thời điểm mới có thể tìm được nó, nếu không là không có cách nào tìm tới nó. Công tử không được, vậy mà biết nhiều như thế. Bảo quy đạo nhân không khỏi tán âm thanh nói ra, tổ sư tuyệt mật thủ trác cũng xác thực như thế ghi chép. Muốn tìm đến kim cương lý sao huyệt, chỉ có truy đuổi đến kim cương lý về sao huyệt mới thôi. Chương 522, Mộc Vực Bất quá, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tại Kim Cương Lý một lần xào huyệt thời điểm, các ngươi nhất định phải phong tỏa kim cương lý sao huyệt. Nếu là không thể phong tỏa sao huyệt, kim cương lý sau khi đi vào, nó sẽ tiêu ẩn không thấy, ngươi muốn lại tìm đến liền khó khăn. Lý thất già cười cười, nói ra. Công tử yên tâm. Bảo quy đạo nhân bề bộn nói ra, chúng ta đã mang đến tổ sư một kiện bảo vật, chỉ cần là tìm tới kim cương lý sao huyệt, liền có thể trong nháy mắt khóa lại kim cương lý sao huyệt, coi như động ẩn chúng ta cũng có thể tìm tới. Lý thất Dạ nở nụ cười, nhìn lấy phía trước lúc lặng lúc vọt kim cương lý. Đương nó vọt lên thời điểm, bọt nước như sóng lớn bị nhấc lên, tại bọt nước bên trong, dưới ánh mặt trời, kim cương lý đường công là đẹp như vậy. Mà thiên lý hà chư lão đã hạ quyết tâm thật lớn, không truy đuổi đến kim cương lý sào huyệt bọn hắn sẽ không dừng tay. Chúng ta đi thôi. Lý thất Dạ nhìn trong chốc lát về sau, đối lam vận trúc vừa cười vừa nói. Đi đi đâu? chúng ta không đuổi theo trục kim cương lý xào huyệt sao? Lam vận trúc nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó ngoại ý muốn nói ra. Lý thất giả lắc đầu, nói ra, không đến lúc mệt mỏi, kim cương lý sẽ không về xào huyệt. bây giờ cách nó mệt mỏi còn thật lâu đây, cho nên chúng ta không bằng đi trước những địa phương khác nhìn xem. đi thôi. Bảo quy đạo nhân cũng gật đầu nói ra, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, các ngươi đi địa phương khác nhìn xem nhìn có hay không cơ duyên. Lam Vận Trúc gặp tiếp tục lưu lại nơi này cũng không giúp được một tay, liền hướng bảo Quy Đạo nhân bọn hắn cáo từ, theo Lý Thất Dạ rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cáo từ chư lão về sau, Lam Vận Trúc nói ra, đi thổ vực sao? Nghe nói thổ vực khai cuộc đồ vật khó lường. Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, thổ vực khai cuộc đồ vật hoàn toàn chính xác khó lường. Bất quá cái kia đến có mệnh hưởng dụng mới được Nha! chúng ta vênh váo trùng thiên đại thúc thế nào đột nhiên trở nên nhát gan đi lên chúng ta đại thúc không phải không sợ trời không sợ đất đấy sao lam vận trúc xem xét lý thất dạ một cái chớp chớp tú mục nhõng nhẽo cười nói ra ta nhớ không lầm đại thúc đối với bất cứ chuyện gì đều là lòng tin mười phần chẳng lẽ hiện tại đột nhiên sợ chết lý thất dạ gãy một cái trán của nàng cười nói ra nha đầu đừng đến dò xét thử ta thổ vực nơi này còn muốn không được mạng của ta bất quá muốn lấy được thổ vực đồ tốt cái kia nhất định phải đánh vào trong phần mộ quá trình này quá phiền toái cũng quá tốn thời gian lại nói ta cũng không nhất định cần những vật này ta muốn tốt đồ vật quá nhiều địa phương có thể đi nói thí dụ như chúng ta bây giờ đi địa phương liền là một cái nơi tốt địa phương nào lam vận trúc vội hỏi một vực, Lý Thất Dạ nhìn ra xa xa, sau đó cười nói ra, chẳng lẽ nói ngươi không muốn làm vài cộng dược vương hoặc là bảo thủ tới sao? Nghe được Lý Thất Dạ nếu như vậy. Lam Vận Trúc lập tức tú một sáng ngời, nói ra, có giống như hoàng kim thần liễu dạng này thần thụ sao? Nghĩ hay thật? Lý Thất Dạ cười nói ra, hoàng kim thần liễu dạng này thần thụ có thể nói là độc nhất vô nhị đồ vật. Có được nói dễ vậy sao? Các ngươi thiên lý hạ gốc cây kia hoàng kim thần liễu thế nhưng là hao phí vô số thời gian cùng vô số tâm huyết mới đưa nó từ địa phương khác cấy ghép đến các ngươi thiên lý hạ. Vì lấy tới cái này gốc hoàng kim thần liễu, thế nhưng là hao tốn vô số tâm tư. Giống như hoàng kim thần liễu vật như vậy. Nhiều khi chỉ có thể có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vận khí tốt, có lẽ có thể gặp được dạng này một cây thần thụ. Nói đến đây, lý thất dạ không khỏi cười lắc đầu đại thúc ngươi thế nào đối với chúng ta thiên lý hà sự tình rõ ràng như vậy lam vận trúc nhìn thấy lý thất dạ không khỏi nói ra chuyện như vậy nàng thân là thiên lý hà truyền nhân cũng không biết chỉ sợ liền sư tôn của nàng bảo quy đạo nhân cũng không biết nhưng mà lý thất dạ nói đến lại thuộc như lòng bàn tay giống như hắn lúc đó tận mắt nhìn thấy không nên quên ta là các ngươi thiên lý hà hộ giáo nhân đã các ngươi tổ sư chỉ định là ta ta đây khẳng định có không giống bình thường địa phương ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác không gì không biết không gì làm không được lý thất dạ dựng trò vui nói thôi đi đại thúc đừng khoác lác người nào không biết là ngươi vận khí tốt đụng đại vận mới có thể trở thành chúng ta hộ giáo nhân lam vận trúc lường hắn một cái nói ra mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng là lam vận trúc trong nội tâm lại rõ ràng bọn hắn tổ sư chọn trúng lý thất dạ làm hộ giáo nhân, tuyệt đối có nguyên nhân, cụ thể là cái gì nguyên do, nạn không cách nào được biết. Một vực, này là đệ nhất hung phần ngũ đại vực một trong. Một vực cổ mộc che trời. Sinh cơ dạt dào, có thể nói, tại đệ nhất hung phần ngũ đại vực bên trong, một vực là nhất có sinh mệnh lực một vực. Một vực dãy núi chập trùng, giang hà quay quanh, thác thác trời, nơi này chính là một mảnh xanh ung tươi tốt, nơi này tràn đầy một mảnh sinh cơ. Đương bước vào một vực về sau, người không biết chuyện còn tưởng rằng là thân ở U Thánh giới một cái nào đó cổ xưa rừng rậm đại địa. Một vực ưng bay thú đi, cổ thụ che trời. Bất quá, một vực có một chuyện lại là bên ngoài không có, cái kia chính là cây cối biết chạy, chính xác nói, là một chút biết phi thiên động địa dược vương. Bảo thụ Tại đệ nhất hung phần bên trong, nếu là muốn hái đang dược tiên thảo, như vậy mộc vực liền là chỗ đi tốt nhất. Bất luận là ai đi vào mộc vực, đều sẽ vì đó hưng phấn, bởi vì toàn bộ mộc vực tự như một cái to lớn dược viên, ở chỗ này, khắp nơi đều có đan dược, có nhiều có ít, hơn nữa thậm chí có dược vương. Mỗi lần đệ nhất hung phần bị mở ra thời điểm, mộc vực tuyệt đối thủ nhất dược sư yêu thích địa phương, trên thực tế, ngoại trừ dược sư, cũng có đại lượng tu sĩ tới mộc vực cùng với những cái khác vượt so sánh với, một vượt mức độ nguy hiểm thấp hơn một chút. Đó cũng không phải nói một vượt liền là một cái đào bảo nhạc viên, nhưng là, chỉ ít cùng với những cái khác vượt so sánh với, một vượt tương đối thích hợp đạo hành thấp tu sĩ, đặc biệt là đối với những tán tu kia hoặc là tiểu môn tiểu phái mà nói. Tại kim vực, ngươi không biết một sẻn đào xuống đi gặp đào được cái gì, có thể là đào được bảo vật, cũng có có thể là đào được một đoàn phệ kim trùng, thậm chí có khả năng đào được tà ác hung hiểm. Mà ở thủy vực, ngươi không biết dưới nước có cái gì, càng không biết cái nào một mảnh thủy vực có cái gì nguy hiểm, nói không chừng ở trên mặt nước đi tới đi tới. Dưới nước đột nhiên toát ra một đầu đại thủy yêu ăn hết ngươi. Một vực khác biệt, nếu là không có cái gì giả tâm, chỉ muốn kiếm chút tiền, không cần xâm nhập một vực núi non trùng điệp, không nên tiến vào một vực chỗ sâu, chỉ cần tại các đại nhập khẩu bên bờ ngắt lấy một chút đan thảo, vậy tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Một vực là thừa thải linh dược đang thảo địa phương, coi như tại cửa vào bên bờ, cũng có rất nhiều linh dược đang thảo, đều là chút ít so sánh phổ thông linh dược đang thảo, nhưng là cực kỳ tươi tốt. Đối với tán tu hoặc là tiểu môn tiểu phái tu sĩ mà nói, một vực không hề nghi ngờ là nơi tốt để kiếm chút tiền, phong hiểm nhỏ, thu hoạch cũng không kém, cho nên, điểm dừng chân tại một vực, tuyệt đối là một kiện không thể tốt hơn sự tình đương lam vận trúc đi theo lý thất giả dạ đi vào một vực thời điểm đập vào mặt mùi thuốc không khỏi để cho nàng thật sâu hít thở một cái ngân phong thảo thanh đan quả bách xà diệp lam vận trúc thật sâu hô hấp một hơi lầm bầm nói ra nơi này thật sự là thừa thải linh dược nơi tốt lý thất giả dạ có mấy phần ngoài ý muốn nhìn lấy lam vận trúc gặp lý thất giả dạ ánh mắt kinh ngạc lam vận trúc khẽ liếc một cái nói ra thế nào thật kỳ quái sao mặc dù ta không phải một cái dược sư nhưng là phổ thông đang thảo linh dược không phải không biết chúng ta thiên lý hà thế nhưng là đế thống tiên môn mạng lớn mạng lớn dược điền lý thất già dạ cười một tiếng không nói gì nữa lam vận trúc không khỏi hưng phấn mà nói ra xem ra nơi này khắp nơi đều là đang dược chúng ta chọn thêm hái điểm trở về rất xin lỗi như lời ngươi nói ngân phong thảo thanh đan quả những này chỉ sợ không có phần của ngươi Lý thất dạ cười dương lên cái cầm nói ra. Lam vận trúc vừa nhìn, chỉ gặp phía trước sơn lĩnh là trụi lũi một mảng lớn. Ngoại trừ không có giá trị phổ thông cây cối bên ngoài, trước mắt dãy núi này có thể nói là bị người đào đến tinh quang, liền một cây linh dược cái bóng đều không nhìn thấy. Nơi này đơn giản liền là dược điền nha. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lam Vận Trúc không khỏi động dung nói. Mặc dù trước mắt Sơn Lĩnh bị đào đến tinh quang, từ bị móc xuống địa phương có thể nhìn ra được, trước đó, linh dược ở chỗ này là một lùm một lùm sinh trưởng, tự hồ nơi này tự như dược điền. Lý thất dạ mang theo lam vận trúc hướng một vực chỗ sâu mà đi, bọn hắn vừa bay qua một, hai tòa sơn lĩnh. liền thấy một đoàn tu sĩ quên cả trời đất thu hoạch đạo bới lấy. Có tu sĩ bò lên đỉnh núi, đào đất ngàn thước, đem một cây lão đằng cả gốc đào đi, có tu sĩ treo ngược tại trên tuyệt bích, ngừng thở chờ lấy một lùm linh dược nở hoa, cũng có tu sĩ tiến vào thâm cốc, dẫn xuất lão trắng đào đi sinh tại tổ trắng bên trong kim tuyến thảo. Càng nhiều tu hành rất thấp tu sĩ tại sơn lĩnh ở giữa đào cắt một lùm bụi phổ thông linh dược. Nơi này tu sĩ đạo hành đều rất cạn, thậm chí còn có một ít là vừa vặn nhập môn, hơn nữa trước mắt những linh dược đang thảo này đều rất phổ thông. Như kim tuyến thảo, tử lão đằng, thanh thạch cao. Giống như vậy linh dược, ở bên ngoài rất nhiều tu sĩ tiệm thuốc đều có thể mua được. Cho dù nói trước mắt những linh dược đan thảo này đối với tu sĩ khác nói đến là phổ thông đến không thể lại phổ thông linh dược đan thảo, nhưng là, đối với trước mắt những tu sĩ này mà nói, bọn hắn yên nguyên sung sướng vô cùng, đối bọn hắn mà nói vẫn là cái thu hoạch lớn. Bọn hắn vào bằng cách nào? Nhìn thấy này một đám đạo hạnh như thế chi cạn tu sĩ thu hoạch đến quên cả trời đất, Lam vận trúc vì đó kỳ quái ngươi không có ở tiểu môn tiểu phái bên trong đời qua đi lý thất dạ cười lắc đầu nói ra ngươi từ nhỏ ngay tại đế thống tiên môn đương nhiên không biết tán tu hoặc là tiểu môn tiểu phái không dễ dàng đối bọn hắn mà nói trước mắt dạng này linh dược đều đã rất khá vì có thể đi vào đệ nhất hung phần uống một chút canh bọn hắn có thể nói bốc lên nguy hiểm tính mạng bọn hắn một người khẳng định vào không được nếu là một đoàn tán tu hoặc là tiểu môn tiểu phái kết thành một đám vậy thì có cơ hội. Trong bọn họ chắc chắn sẽ có một, hai cái tương đối mạnh, một đoàn tán tu liên hợp lại, vẫn là có cơ hội cưỡi lấy thi huyết vân tiến đến. Đương nhiên, tại đây quá trình chết bao nhiêu người liền không được biết rồi. Đối với tán tu hoặc là tiểu môn phái mà nói, giống như đệ nhất hung phần mở ra là bọn hắn nhân sinh một đại nạn đến cơ duyên, vận khí tốt, nói không chừng thậm chí có thể thay đổi một môn phái vận mệnh. Cho nên, bất luận như thế nào khó khăn, thậm chí biết rõ cửu tử nhất sinh, bọn hắn đều sẽ mạo hiểm tiến đến. Chương 523, một vực hung hiểm. Nghe được lời như vậy, Lam Vận Trúc trầm mặt một chút. Chính như Lý Thất Giả dạ nói như vậy, nàng đích xác không có dừng lại ở tiểu môn tiểu phái bên trong qua. Nàng từ nhỏ bái nhập thiên Lý Hà, hơn nữa có dương lão vì nàng dẫn đạo, mà sư tôn của nàng chính là thiên lý hà trưởng môn. Đối với nàng thiên tài như vậy mà nói, đích thật là đối với tiểu môn tiểu phái gian nan không phải hiểu rất rõ. Mặc dù nói vùng này đại lượng linh dược đang thảo có thể nói là khắp núi khắp nơi, nhưng là, lý thất giả dạ vẫn không có dừng lại một bước, mang theo làm vận trúc xâm nhập một vực. Trên thực tế, không chỉ lý thất giả dạ sẽ không dừng lại, chỉ cần đạo hành mạnh hơn một chút, hoặc là môn phái lớn hơn một chút tu sĩ, cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại, mặc dù nơi này là khắp núi khắp nơi linh dược đang thảo, nhưng là nơi này linh dược đang thảo quá bình thường, chỉ cần là có chút thực lực người đều sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian. Đặc biệt là cường giả cùng đại giáo cương quốc là vị dược vương, thánh thụ mà đến, bọn hắn như thế nào lại đem thời gian quý giá lãng phí ở loại này phổ thông linh dược đang thảo phía trên đâu? Theo lý thất giả xâm nhập, bên trong dãy núi xuất hiện linh dược đang thảo càng ngày càng trân quý đương tiến vào nhất định chỗ sâu về sau bắt đầu xuất hiện hiếm thấy linh dược đang thảo đó là xích huyết chu quả nhìn thấy một cái khe nước bên trong có một cây cây xanh bên trên kết hỏa hồng trái cây lam vận trúc không khỏi vui mừng nói soạt đương lam vận trúc muốn tới gần thời điểm khe nước đột nhiên hóa thành một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong hiển hiện vô số cổ bạch cốt không hề nghi ngờ đây là cảnh cáo lam vận trúc không nên tới gần không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, như loại này đẳng cấp linh dược đang thảo nhiều lắm. Lý thất dạ lôi kéo Lam Vận Trúc liền đi. Nơi này nhiều lắm. Lam Vận Trúc không khỏi cười khổ một cái, phải biết, xích huyết chu quả ở bên ngoài thế nhưng là cực kỳ trân quý linh dược. Liền là bọn hắn thiên lý hà tồn kho cũng chỉ có như vậy mấy khỏa mà thôi. Nhưng là... Quả thật như lý thất dạ theo như lời. Bọn hắn liền lật ra vài tòa núi, tại mấy đầu khe nước bên trong đều thấy được xích huyết chu quả. Bạch Phượng Thụ, Liệt Diễm Đằng, Ngũ Biến Ngưng Long Yên, 80 vạn năm thanh đan thảo. Lam Vận Trúc đi theo phía sau Lý Thất Dạ, nhìn thấy núi này lĩnh thâm cốc bên trong sinh trưởng linh dược đan thảo, nhìn hoa cả mắt. Nơi này linh dược đan thảo không phải bình thường, đều cực kỳ trân quý. Sinh trưởng ở chỗ này linh dược đan thảo muốn hái sẽ không có dễ dàng như vậy, nếu không thì những linh dược đang thảo này có trùng vương độc thú thủ hộ lấy nếu không thì bản thân liền là sinh trưởng tại hung hiểm địa phương một khi bước vào liền là bước vào tử vong khu vực vì cái gì chúng ta không ngắt lấy một chút đâu lam vận trúc nhìn thấy nhiều như vậy trân quý linh dược đang thảo không khỏi có chút tâm động những linh dược đang thảo này nàng tuyệt đối có tự tin có thế rất dễ dàng hái tới chờ một chút ngươi liền sẽ thấy cái gì gọi dược viên lý thất dạ cười nói ra còn có thứ càng quý giá, tại sao phải đem thời gian lãng phí ở nơi này? Quả nhiên, theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, rốt cục xuất hiện trân quý hơn linh dược, cái này đã không thể dùng trân quý hình dung, thậm chí có thể nói là giá trị liên thành linh dược. Đó là trăm vạn năm xích chi phi long thụ. Lam Vận Trúc nhìn thấy một cây bảo thụ, không khỏi trở nên động dung. Đó là một cây toàn thân như đỏ song bảo thụ, bảo thụ rủ xuống từng sợi từng sợi quan hoa, chập chờn yêu kiều xích chi phi long thụ nha. Nếu là ở này ngộ đạo, có thể được long tức quẩn dưỡng. Lam Vận Trúc cũng là người biết hàng. Không khỏi nói ra. Nhưng là, đương Lam Vận Trúc đến gần thời điểm, nghe được răng rắc, răng rắc, xương cốt tiếng ma sát vang lên, chỉ gặp dưới mặt đất vậy mà bò lên vô số cổ bạch cốt, từ nơi này vô số cổ bạch cốt chất lượng đến xem, không biết bọn nó chết đã bao nhiêu năm. Chớ cùng người chết đoạt, những người này sau khi chết, đều muốn vĩnh cửu chiếm hữu cái này bảo thụ. Lý thất Dạ vừa cười vừa nói, đem Lam Vận Trúc kéo ra. Theo Lý thất giả hai người bọn họ xâm nhập, xuất hiện linh dược đang thảo càng ngày càng trân quý, hơn nữa ở chỗ này có rất nhiều cường giả cùng đại giáo cương cửa cũng nghĩ ra được nơi này linh dược đang thảo. Trốn chỗ nào, tại đây bên trong dãy núi, có một tôn thánh hoàng huyết khí mênh mông, trên người hắn đế uy bừng bừng, không hề nghi ngờ hắn xuất thân từ đế thống tiên môn, lúc này, vị này thánh hoàng đang đuổi theo một cây dược vương. Tôn này thánh hoàng xuất thân từ chiến tộc nha, truyền thuyết bọn hắn tiên đế cái kia một đời về sau, tộc này liền lánh đời rất lâu. Nhìn thấy tôn này thánh hoàng đuổi theo một tôn dược vương, Lam Vận Trúc không khỏi nói ra. Không hề nghi ngờ, tôn này thánh hoàng trên người có mang đế khí. Mặc dù cái này gốc dược vương người người đều thèm chảy nước miếng. Nhưng là, gặp một vị thánh hoàng ra tay, tất cả thánh tôn đều dựa vào bên cạnh đứng, coi như là nghịch thiên thánh tôn cũng là như thế. Một tôn thánh hoàng đã đủ đáng sợ, huống chi trên người hắn còn mang theo đế khí, tất cả mọi người không nguyện ý đắc tội dạng này một cái cường nhân. Mà bị tôn này thánh hoàng đuổi theo trốn lại là một cây đã có 300 vạn năm dược linh tử huyết xâm vương, chỉ gặp cái này gốc tử huyết xâm vương có cẳng liền thoát, tốc độ nhanh dọa người, liền tôn này thánh hoàng đuổi theo đều là thở không ra hơi. Cái này gốc tử huyết sâm vương cũng biết trên người đối phương có mang nó chỗ không chọc nổi đế khí. Cho nên, nó lấy tuyệt luân vô bị tốc độ trốn vào một vực chỗ càng sâu. Ông, một tiếng, ở một tòa khác trên đỉnh núi, chỉ gặp một cây la sát thánh thụ bộc phát kinh thiên thần quang. tại gốc này la sát thánh thụ dưới, lại có mấy trăm tên cường giả. Đây là một cái đại giáo đệ tử, bọn hắn mấy trăm tên cường giả tụ tập cùng một chỗ, muốn dùng toàn lực đem cái này gốc la sát thánh thụ rút lên đến tranh một tiếng, trong nháy mắt này, cái này là sát thánh thụ vô số thần quan hóa thành một cái đáng sợ kiếm trận, hướng những cường giả này cuốn giết tới. Lui, vừa nhìn thấy thánh thụ vậy mà lại bày kiếm trận. Giáo này trưởng môn bị dọa, nhưng là, đây hết thảy đều đã đã muộn, đầy trời máu tươi vẫy ra mà lên, đường kiếm trận trùng sát xuống thời điểm một trận sói khóc quỷ gào, cái này mấy trăm tên cường giả lập tức bị cái này cường đại kiếm trận giảo sát. Thật cường đại! Lam Vận Trúc nhìn thấy la sát thánh thủ kiếm trận, không khỏi trở nên động dung. Xuất thân từ đế thống tiên môn nàng thế nhưng là người biết hàng, vừa nhìn kiếm này trận liền biết nghịch thiên. Chớ bị một vực biểu tượng làm cho mê hoặc. Lý thất Dạ cười nói ra, mặc dù ở ngoài vi mà nói, một vực hoàn toàn chính xác so địa phương khác an toàn. Nhưng là, nơi này dược vương, thánh thụ không có một cái nào dễ trêu, coi như không có cái gì trùng vương độc vật thủ hộ lấy, coi như bọn nó không phải sinh trưởng tại hung hiểm địa phương bọn nó bản thân liền là rất cường đại tồn tại lúc này lam vận trúc cũng ý thức được điểm này một vực dược vương thánh thụ cùng kim vực thần thạch bảo kim khác biệt có thể nói thần thạch bảo kim bản thân không có lực công kích nhưng là một vực dược vương thánh thụ thì lại khác bọn nó liền là rất cường đại tồn tại thậm chí còn mạnh mẽ hơn thánh hoàng ở chỗ này còn có mạnh mẽ hơn đại hiền dược vương bên trong dược vương thánh thụ bên trong thánh thụ, bất quá, loại vật này muốn gặp được, cần cơ duyên. Lý thất giả nhắc nhở Lam Vận Trúc nói ra. Lam Vận Trúc theo Lý thất giả tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn thấy dược vương thánh thụ, bảo tuyền thần giếng càng ngày càng nhiều, thậm chí về sau nhìn thấy cây biết bay, có biết đi, linh dược biết biến hóa. Đã thấy nhiều, cuối cùng Lam Vận Trúc chết lặng. Những này dược vương thánh thụ có chút sinh trưởng tại vốn là cực kỳ hung hiểm địa phương, có chút dược vương thánh thụ thì là có linh vật hoặc trùng vương thủ hộ đó là trong truyền thuyết tiên nguyệt tỉnh sao ở một tòa chân núi lam vận trúc nhìn thấy một cái giếng cổ trong giếng cổ ẩn ẩn có một vòng trăng tròn chìm nổi nhưng là lam vận trúc chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn bởi vì miệng giếng cổ ngồi xếp bằng một người một cái lão giả hắn mặc một thân khải giáp trên gối để đó một cái hộp kiếm mặc dù hộp kiếm chưa mở ra chính là vừa nhìn hộp kiếm phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm khí, liền biết kiếm này trong hộp chứa một thanh đáng sợ bảo kiếm. Hắn là người chết. Lam Vận Trúc nhìn chầm chầm lão giả này nhìn trong chốc lát, có chút sợn hết cả gai ốc nói. Không sai, hắn là cái này một đời thủ giếng người. Lý thất giả cười nói ra, muốn được giếng này cũng không khó, đánh bại nó. Bất quá, có đôi khi đánh bại nó, cũng rất có thể rốt cuộc không thể rời bỏ, liền giống như nó, thành một bộ tử thi, thành kế tiếp nhiệm thủ giếng người. Nhìn thấy dạng này một màn, Lam Vận Trúc trong lòng có chút sợn hết cả gai ốc. Một vị đại hiền không hiểu thấu chết ở chỗ này, thành một cái thủ giếng người, nơi này quá quỷ dị. Theo bọn hắn xâm nhập, sơn lĩnh rừng rậm càng ngày càng nguy hiểm, mặc dù nói dược vương thánh thụ càng ngày càng nhiều, nhưng là không chỉ trong coi bọn chúng trùng vương hung thú càng ngày càng đáng sợ liền tuấn sơn sùng lĩnh mức độ nguy hiểm đều càng ngày càng cao. Nếu là nói trong coi dược vương thánh thụ trùng vương hung thú, chỉ cần không đoạt chúng nó thủ hộ lấy dược vương thánh thụ, chúng nó sẽ không công kích ngươi, nhưng là tuấn sơn sùng lĩnh hung hiểm xuất quỷ nhập thần, thậm chí không biết ở đâu mới an toàn, ở đâu mới nguy hiểm. À, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lam vận trúc tận mắt thấy một cái đại tộc hơn một ngàn vị cường giả toàn bộ rơi vào một cái thâm cốc bên trong, nhưng là, muốn đi tính mạng của bọn họ không phải thăm cốc, mà là bầu trời đột nhiên đánh xuống một đoàn mây đen. Mây đen tự như ác ma về tổ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thăm cốc, trong lúc nhất thời, thăm cốc bên trong tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. đương mây đen chậm rãi biến mất ở thăm cốc bên trong thời điểm, Lam Vận Trúc mới nhìn đến thăm cốc bên trong xuất hiện vô số cổ bạch cốt, không hề nghi ngờ, vừa rồi hơn một ngàn tên cường giả toàn bộ hóa thành bạch cốt. Bích Hà tộc thế nhưng là quỷ tộc bên trong một cái đại tộc, thánh tôn có 10 cái. Thấy như vậy một màn, Lam Vận Trúc cũng không khỏi đến giật mình. Hơn một ngàn tên cường giả, bao quát 10 cái thánh tôn, lập tức toàn bộ hóa thành bạch cốt. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau, đây là cỡ nào để cho người ta sợ hãi sự tình. Bất quá, may mắn có lý thất dạ tại, lý thất giả dạ mang theo Lam Vận Trúc luôn luôn như là thần né qua đủ loại hung hiểm tự hồ hắn đối toàn bộ một vực rõ ràng trong lòng, nơi nào có hung hiểm, thế nào né qua hung hiểm, hắn đều nhất thanh nhị sở. Lam Vận Trúc đi theo lý thất dạ mà đi, nàng luôn cảm thấy lý thất dạ là vu đạo mà đi, mà không phải thẳng đến một vực chỗ sâu nhất, cũng là bởi vì lý thất dạ dạng này hành tẩu, lại là mười phần xảo dịu né qua rất nhiều hung hiểm. Người trước kia tới qua đệ nhất hung phần sao? Gặp lý thất dạ khéo như thế diệu địa né qua cái này đến cái khác hung hiểm, Lam Vận Trúc không nghi ngờ cũng khó khăn. Lý thất giả đơn giản tự như tới qua nơi này, hơn nữa tự hồ không chỉ chỉ ghé qua một lần, hắn quen thuộc như thế đường nhỏ, thật giống như hắn thường tới. Chẳng lẽ các ngươi tổ sư không có lưu qua địa đồ cho các ngươi? Nói thí dụ như, biểu thị một cái một vực những địa phương nào gặp nguy hiểm, những địa phương nào là an toàn. Lý thất giả cười nhẹ nhàng nói. chương 524, chúng tiền di thất dược viên. Không có. Lam Vận Trúc xem xét hắn một cái, nói ra, có vật như vậy sao? Chỉ sợ thế gian không có vật như vậy. Coi như chúng ta tổ sư tới qua đệ nhất hung phần, chỉ sợ cũng chỉ là tới qua một lần mà thôi, cũng không có khả năng rõ ràng như vậy biết nơi nào có nguy hiểm ở đâu là an toàn. Rất xin lỗi, ta vừa vặn từng chiếm được một bản cổ sư địa đồ, phía trên vừa vặn rất rõ ràng biểu thị cái nào địa vực an toàn cái nào địa vực nguy hiểm lý thất giả cười nói ra nói cho ngươi biết một cái độc nhất vô nhị bí mật tin tức là cái gì lam vận trúc không khỏi hỏi lý thất giả cười nói ra cất giữ thêm một chút cổ vật nói thí dụ như cổ thư cổ địa đồ chắc chắn sẽ có không nghĩ tới thu hoạch ta biết những thứ này đều là từ nơi này chút ít cổ thư cổ địa đồ bên trong thu tập được Lam Vận Trúc tức giận trận nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói ra, đại thúc, ta lại không phải người ngu, ngươi không muốn nói coi như xong, đừng đến gạt ta. Giống như đệ nhất hung phần làm 12 tán địa một trong hung địa, loại bí mật này đều có thể từ trên sạp hàng cổ thư, cổ địa đồ biết, như vậy. 12 tán địa liền không có bí mật gì có thể nói. Đối Lam Vận Trúc, Lý Thất Dạ không thể nín được cười, cũng không phủ nhận, mà Lam Vận Trúc thì là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Lam Vận Trúc đi vào một cái trên đồng cỏ. Cái này bãi cỏ không lớn, chỉ có tầm 10 mẫu, hơn nữa trong bãi cỏ này không có cái gì, đừng bảo là là dược vương thánh thụ, liền một cây phổ thông linh dược đều không có. Trên đồng cỏ chỉ có một cái rất cổ xưa bia đá, tấm bia đá này đã rất cũ nát, thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt. Đại thúc ngươi vạn dặm xa xôi đem ta đưa đến nơi này đến chính là vì như thế một khối bia đá lam vận trúc xem xét lý thất dạ một cái nói ra đừng bảo là tấm bia đá này không có bí mật ta cũng không tiếp nhận kết quả như vậy lý thất dạ mang theo nàng trèo đèo lội suối lại tới đây thậm chí bỏ lỡ vô số dược vương thánh thụ tuyệt đối sẽ không không có nguyên nhân ngươi thật đúng là nói đúng nơi này chính là một cái bí mật Lý thất giả cười cười, nói lấy ra đệ nhất hung phần chìa khóa, cái này như chiếu chỉ bí quyển vừa mở ra, đạo văn lưu chuyển, nguyên một đám cổ văn hiển hiện. Ken, Ken, Ken. Lúc này, nguyên một đám cổ văn rơi vào bia cổ phía trên, bia cổ lập tức tản ra từng sợi từng sợi quang mang. Tình huống như vậy Lam Vận Trúc nhìn qua. Lý thất giả mở ra đệ nhất hung phần thời điểm, chính là như vậy mở ra, cho nên, nhìn thấy nguyên một đám văn tự cổ đại rơi vào bia cổ bên trên thời điểm nàng không khỏi ngừng thở. Ít, ít, ít. Lúc này khối này cũ nát bia đá di động, khi này khối cũ nát bia đá di động mở về sau, trên mặt đất vậy mà trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Mời vào bên trong, ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là dược vương. Lý thất giả đưa tay vừa cười vừa nói. Lam vận trúc cũng không biết môn hộ đằng sau có cái gì. Nàng thật sâu hít thở một cái. Trong nội tâm đã chuẩn bị xong tiếp nhận kinh hỷ. Nàng cất bước đi vào môn hộ, lý thất giả dạ tiếp lấy cũng đi vào theo. Ít, 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 khi bọn hắn đi vào cửa hộ về sau. Bia đá lại dời về tại chỗ, môn hộ biến mất, bất kỳ người nào sẽ không biết nơi này có một cánh cửa thần bí. Đương Lam vẫn trút bước vào môn hộ về sau, nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi bị sợ ngay người, miệng nàng há lên thật to nhìn trước mắt một màn này. Nơi này chính là một màn để cho người ta rung động cảnh tượng. Nơi này tự như tự thành thiên địa, phi tuyền như bọc, dãy núi ẩn ẩn, gió mát từ đến, khiến người ta cảm thấy tự như thân ở một cái thế ngoại đào nguyên. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nơi này hoa cỏ cây cối, chính xác nói, đây không phải hoa cỏ cây cối, đây là dược vương bên trong dược vương, thánh thụ bên trong thánh thụ. Tiên Phượng Thảo, Tinh Hà Thụ, Thời Quan Hoa, Mê Thất Trúc, Lam Vận Trúc nhìn trước mắt từng cây Thánh Thụ Tiên Thảo, không khỏi vì đó thất thần, bởi vì những vật này chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong. Gặp qua những thứ này người vạn cổ đến nay là ít càng thêm ít. Những này Thánh Thụ Tiên Thảo đã hoàn toàn vượt qua luyện Đan Phạm Trù, thậm chí có thể nói bọn nó đã nhảy ra luyện Đan Phạm Trù, giống như những vật này lấy ra luyện Đan, vậy quá mức phung phí của trời. Tiên Phượng Thảo tự như một cái phượng hoàng nhẹ nhàng mà bay lượn tại trên ngọn cây cả cây tiên thảo vậy mà vang lên phượng hoàng minh gáy truyền thuyết tiên phượng thảo chính là tiên phượng xây tổ chi bảo nhìn lấy như thế một cây tiên phượng thảo lam vận trúc không khỏi thì thào nói tinh hà thụ trong gió mát chập chờn tự như tinh hà vẫy xuống phiêu tán giữa thiên địa tựa hồ cái này gốc thoạt nhìn cũng không lớn tinh hà thụ vì tinh không vạn cương tung xuống vô số tinh hà hạt giống Thời quan hoa, một đóa hoa nhỏ chậm rãi nở rộ, tại đây hoa nhỏ nở rộ lúc, tự như vạn năm một trôi qua, Tựa hồ vô tận thời gian trong cánh hoa này trôi qua. Không nên nhìn thời quan hoa mở ra tư thái, nếu không, sẽ theo thời quan hoa mở ra mà già chết, cho dù cường đại hơn nữa, cũng ngăn không được thời quan hoa nở rộ làm già đi. Lam Vận Trúc muốn nhìn thời quan hoa nở rộ thời điểm, lại bị lý thất dạ ngăn cản. Ở chỗ này những này tiên thảo thánh thụ đã không phải là tài liệu đơn giản như vậy bọn nó bản thân liền là đáng sợ vô cùng tồn tại những này tiên thảo thánh thụ có lực lượng thậm chí ngay cả đại hiền cũng vì đó kiên kỵ mặc dù những này tiên thảo thánh thụ đang ở trước mắt cho dù là lam vận trúc dạng này thiên tài cũng không dám đơn giản ngắt lấy muốn hái những này tiên thảo thánh thụ không phải sự tình đơn giản như vậy những này tiên thảo thánh thụ không có cái gì trùng hoàng độc vật thủ hộ nhưng là bọn nó lại có được lực lượng đáng sợ, bọn nó bản thân cường đại tuyệt đối không thua gì thánh hoàng. Thậm chí có chút cường đại đến liền đại hiền đều kiên kỵ. Cuối cùng là địa phương nào? Lam Vận Trúc không khỏi trở nên động dung nói. Giống như tiên phượng thảo, tinh hà thụ, thời quan hoa, mê thất trúc, chờ một chút những này nghịch thiên tiên thảo thánh thụ tại bình thường gặp một loại so với lên trời còn khó hơn, giống như những này tiên thảo thánh thụ trên đời hiếm thấy, nhưng là, Hiện tại nàng ở chỗ này không chỉ nhìn thấy một loại, còn gặp được rất nhiều, chuyện như vậy ở bên ngoài căn bản cũng không khả năng phát sinh. Rất nhiều độc nhất vô nhị tiên thảo thánh thụ đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Đây là hạng gì chuyện khiến người ta khiếp sợ? Cụ thể là địa phương nào, ai cũng không nói chắc được, bất quá có thể xưng nó là chúng tiên di thất dược viên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, "Chúng tiên di thất dược viên" lam vận trúc không khỏi thì thào nói hoặc là chỉ có như thế một cái tên thích hợp nó thế gian nếu có cái gì địa phương có thể làm cho nhiều như vậy trên đời hiếm có tiên thảo thánh thụ tụ tập ở một cái địa phương hoặc là chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân dược viên trước mắt dạng này một cái dược viên đại khái liền là trong truyền thuyết chúng tiên di thất với thế gian dược viên đi lấy lại tinh thần lam vận trúc không khỏi trở nên động dung nhìn lấy lý thất dạ nói ra hướng bên ngoài những này dược vương sở sinh lớn lên địa phương, còn không phải một vực tinh hoa nhất quý báu nhất địa phương. Nói không sai. Lý thất giả cười cười, nói ra, tại một vực không có cái gì địa phương so cái này chúng tiên di thất dược viên tốt hơn rồi. Lam Vận Trúc không khỏi nghĩ đến một việc, nhìn lấy lý thất giả nói ra, đệ nhất hung phần có ngũ đại vực, trên thực tế, cũng đệ nhất hung phần không phải chỉ có thổ vực mới có phần bí chi địa trên thực tế trước mắt cái này chúng tiên di thất dược viên cùng thổ vực thiên lăng là giống nhau tính chất đều là một vực phần bí chi địa có phải như vậy hay không ngươi còn không tính quá đần chính xác nói ngũ đại vực đều có một cái phần bí chi địa chỉ bất quá thổ vực thiên lăng danh khí quá lớn về sau bị thế nhân biết lý thất dạ vừa cười vừa nói truyền thuyết địa ngưu tiên đế đã tiến vào thổ vực thiên lăng Đồng thời tại thiên lăng ở bên trong lấy được trong truyền thuyết trường sinh bất tử tiên thuật Chính là bởi vì như thế, thiên lăng mới bị hậu thế chỗ biết rõ Lam Vận Trúc không khỏi thì thào nói Lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, trên thực tế cũng không phải là như thế Thiên lăng mấu chốt không phải là bởi vì địa ngu tiên đế mới bị hậu thế biết, về sau ngươi sẽ rõ Thổ vực thiên lăng, một vực chúng tiên di thất dược viên, như vậy thủy vực, kim vực những này đâu lam vận trúc không khỏi hỏi nếu như nói ngũ đại vực đều có một cái phần bí chi địa như vậy thủy vực kim vực đều có một cái lý thất dạ buông tay nói ra cái này sao ta cũng không biết ta cũng không phải vạn sự thông ngươi hỏi ta ta nên hỏi ai đi đâu thật sao lam vận trúc nhìn lấy lý thất dạ nàng cũng không phải mười phần tin tưởng bởi vì đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy dưới cái nhìn của nàng Lý Thất Dạ tuyệt đối biết chút ít cái gì Lam Vận Trúc không khỏi nói ra ta hiểu được mỗi một cái phần bí chi địa đều là lấy đệ nhất hung phần chìa khóa mở ra Nguyên Lai Thế Nhân cũng không biết đệ nhất hung phần chìa khóa không chỉ có thể mở ra đệ nhất hung phần đơn giản như vậy Ngươi còn không tính quá đơn Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gãy một cái đầu của nàng ngạch, cười nói ra Ngươi nói đúng, chỉ có nắm giữ đệ nhất hung phần chìa khóa mới có thể tiến nhập phần bí chi địa đã ngươi nắm giữ đệ nhất hung phần chìa khóa, vì cái gì không tiến cái khác phần bí. Nói thí dụ như kim vực, lại như nói thủy vực. Lam Vận Trúc không khỏi nhìn lấy lý thất dạ. Dạng này một cái bí mật nếu là bị người biết, tuyệt đối sẽ điên cuồng, phần bí chi địa tuyệt đối có kinh thiên đồ vật, tự như trước mắt chúng tiên di thất dược viên, một chỗ như vậy, bất kỳ người nào đi vào đều sẽ phát tài. Cái này sao, ta cũng không biết cái khác phần bí chi địa ở nơi nào lý thất dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra lam vận Trúc tức giận hung hăng loan một cái lý thất dạ buồn bực nói ra đại thúc ngươi coi ta là kẻ đần ngươi liền bí cảnh đều biết khả năng không biết bí mộ phần chi địa sao hừ bí mộ phần chi địa sau bí cảnh lại càng dễ phát hiện tốt a à, nhà đầu ngươi thật sự không phải rất đần lý thất dạ cười nói ra phần bí chi địa cũng có một đống lớn quy kỷ không phải muốn lấy được bảo vật liền có thể đạt được bảo vật. Lại nói, kim vực, thủy vực phần bí chi địa cũng chưa chắc có ta thứ cần thiết. Tới đệ nhất hung phần, đầu tiên cái thứ nhất nguyên tắc là tìm kiếm thứ mà ta cần, sau đó thời gian đầy đủ lời nói mới cân nhắc tìm kiếm những vật khác. Đương nhiên, trừ phi là phần bí chi bí xuất hiện, bằng không thì ta không có khả năng mỗi một cái phần bí chi địa đều đi một chuyến. Phần bí chi bí, đó là cái gì? Lam Vận Trúc không khỏi vì đó hiếu kỳ, hỏi. Phần bí chi bí, dạng này thuyết pháp nàng chưa từng có nghe nói qua, nhưng là, từ lý thất dạ trong miệng nghe tới, đây tuyệt đối không đơn giản. Chương 525, Cực dược chi địa Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết, nếu quả như thật là phần bí chi bí xuất hiện, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp từng trải. Lý thất giả nói. Nghe Lý thất giả nếu như vậy, Lam Vận Trúc không hỏi tới nữa. Chúng ta đi thôi. Lý thất giả mang theo Lam Vận Trúc hướng vườn thuốc này đi vào trong đi, vừa đi chưa được hai bước, tại ruộng lũng lên liền sinh trưởng một cây hồn thảo, cái này gốc hồn thảo vậy mà như là một đầu tiểu long vòng tại ở đâu, nếu không phải tiểu long cái đuôi còn là giống như sợi cỏ đâm tại trên bùn đất, để cho người ta còn tưởng rằng đây là một đầu chân chính tiểu long. Long tàm trùng hồn thảo đây đã là bát biến hồn thảo, chỉ kém một biến liền sẽ hóa thành long thảo. Lam Vận Trúc cũng biết hàng, không khỏi động dung nói. Hồn thảo, đây là luyện chế mệnh đang nhất định chủ dược, không có hồn thảo liền luyện không thành mệnh đan. Hồn thảo có rất nhiều chủng loại, nhưng là số long tàm trùng hồn thảo nhất là kinh điển, hơn nữa long tàm trùng hồn thảo cũng là dược tính tốt nhất hồn thảo, cho nên ở bên ngoài long tàm trùng hồn thảo so với cái khác hồn thảo càng quý hiếm. Hồn thảo có cửu biến, đề cửu biến liền là tất cả hồn thảo cực hạn nhất. Long tàm trùng hồn thảo cũng là như thế. Hơn nữa long tàm trùng hồn thảo chia làm ba cái giai đoạn, ba vị trí đầu cái giai đoạn là trùng hoa, ở giữa ba cái giai đoạn là tầm thảo, cuối cùng ba cái giai đoạn là long thảo, truyền thuyết, đương long tàm trùng hồn thảo đề cửu biến về sau, liền hoàn toàn thuế biến hóa một đầu tiểu long. Lúc này, lý thất giả dạ ra tay, đại thủ áp tới, mà cái này gốc bát biến lông tàm trùng hồn thảo cũng không phải mười phần cam tâm rơi vào lý thất dạ trong tay nhưng là tại lý thất dạ trói buộc dưới cái này gốc bát biến lông tàm trùng hồn thảo không đường có thể trốn cuối cùng rơi vào lý thất dạ trong tay phải biết tại bên ngoài một cây bát biến lông tàm trùng hồn thảo tuyệt đối là vô giới chi bảo hơn nửa dạng này hồn thảo sẽ xảy ra sinh trưởng ở hung hiểm địa phương còn sẽ có trùng vương độc vật thủ hộ bất quá tại chúng tiên di thất dược viên giống như bác biến dạng này hồn thảo cũng chỉ bất quá là phổ thông linh dược đang thảo mà thôi nhớ kỹ tại chúng tiên di thất dược viên có ba cái quy tắc một chỉ có phổ thông linh dược đang thảo mới có thể ngắt lấy lý thất giả thu hồi cái này gốc lông tàm trùng hồn thảo về sau nói ra phổ thông linh dược đang thảo chỉ là cái gì lam vận trúc không khỏi hỏi lý thất giả cười nói ra Phổ thông linh dược đang thảo chỉ liền là tiểu dược vương, phổ thông dược vương dạng này linh dược đang thảo. Bình thường chỉ là 300 vạn năm dược linh dược vương. Cửu biến phía dưới bao quát cửu biến hồn thảo. Chẳng lẽ hồn thảo còn có thập biến hay sao? Lam Vận Trúc không khỏi kỳ quái nói ra. Trên thực tế, đây là chuyện không thể nào, thế nhân đều biết hồn thảo chính là cửu biến là cực hạn. Đối cái này hỏi, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, nói ra. Cái thứ hai quy tắc, 500 vạn năm trở lên dược linh đế dược, tiên dược lại hoặc là chân tiên dược. Thần thụ các loại chính là lấy tự nguyện làm nguyên tắc, nếu như bọn nó nguyện ý đi theo ngươi đi, liền có thể mang đi. Nếu là cưỡng ép mang đi nó, lại nhận chế tài. Đế dược, tiên dược, chân tiên dược cái này nên như thế nào phân chia? Lam Vận Trúc không khỏi kỳ quái nói ra. Lý thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, trên thực tế, không có tiêu chuẩn phương pháp phân loại, có người đem 300 vạn năm dược vương xưng là đế dược, bất quá đây chẳng qua là tiểu dược sư phương pháp phân loại, đương dược sư đạt tới cảnh giới nhất định về sau mới có thể thực sự tiếp xúc đến những truyền thuyết kia bên trong dược vương. Cho nên, đa số dược sư đem 500 vạn năm trở lên dược linh linh dược xưng là đế dược, mà giống như trên đời hiếm có linh dược, như tiên phượng thảo dạng này, xưng là tiên dược. Chân tiên dược đâu? Lam Vận Trúc không khỏi hỏi chẳng lẽ tiên dược còn có phân thật giả tiên dược sao? Lý thất giả nói ra, chân tiên dược là vì phân chia tiên dược mà thôi. Giống như tiên phượng thảo dạng này linh dược tiên thảo là trên đời không hiếm thấy tiên thảo. Nhưng là cũng không phải thật sự là tiên thảo. Chân chính tiên thảo truyền thuyết đến từ cổ xưa thời đại, thậm chí là tiên nhân trồng. Thậm chí có người nói chân tiên dược phía sau cất giấu trường sinh bí mật. Thế gian thật sự có chân tiên dược sao? Lam Vận Trúc hỏi, chân tiên dược thật có thể để cho người ta trường sinh bất tử sao? Đối với Lam Vận Trúc vấn đề, Lý Thất Dạ không có trả lời, lúc này, hắn đã đào xuống một cây hơn 200 vạn năm ngân phong thảo, đây là luyện thọ dược phụ dược, hơn 200 vạn năm dược linh tuyệt đối là trên đời hãng hữu, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Cái thứ ba nguyên tắc, không thể tham quá nhiều, ở chỗ này ngươi có thể ngắt lấy bất luận cái gì phổ thông linh dược. Hơn nữa không có nguy hiểm. Nhưng là, nếu như thái quá mức lòng tham. Đào đi quá nhiều phổ thông linh dược, đồng dạng sẽ nhận dược viên chế tài. Cực hạn nhất cách làm cũng chính là hạng ba lưu một. Nói cách khác, ba cây dược vương bên trong ít nhất phải lưu một cây, đây đã là cực hạn nhất cách làm. Lam vận trúc không khỏi vì đó cười khổ, ở chỗ này, giống như tiểu dược vương, dược vương dạng này linh dược chỉ có thể được xưng là phổ thông linh dược mà thôi, phải biết, 300 vạn năm dược vương đã là vô giới chi bảo, quý hiếm vô cùng. Thậm chí nói có tiền mà không mua được. Dược viên chế tài sẽ như thế nào? Lam Vận Trúc nghe Lý Thất Dạ nâng lên mấy lần nói đến dược viên chế tài. Không khỏi tò mò hỏi. Rất đơn giản. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như không phải tiên đế, cũng đừng có nghĩ đến dược viên chế tài, nếu không khẳng định không cách nào sống rời đi nơi này lam vận trúc nghe được lời như vậy lập tức sắc mặt đại biến giống như thời quan hoa dạng này tiên thảo đều đã nghịch thiên vô cùng thánh hoàng cũng không dám gây hái tới thời quan hoa vật như vậy còn muốn nhận dược viên chế tài như vậy chính như lý thất giả nói như vậy trừ phi là tiên đế nếu không còn là không nên đánh loại này tiên dược chủ ý tốt nhất trừ phi bọn nó nguyện ý đi theo ngươi đừng phát cứ thế ai hái tới liền về ai ta hái được cũng không cho ngươi nha lý thất dạ lúc này thuận tay đào được một cây cửu biến ngọc huyết trúc lam vận trúc lấy lại tinh thần lập tức kêu lên đại thúc ngươi đây là khi dễ nữ hài tử sao cũng không thông báo một tiếng liền lén lúc đào nói không có chút nào ngoảnh đầu hình tượng thuộc nữ ngao ngao kêu to vọt tới cùng lý thất dạ đoạt lên linh dược lý thất dạ không thể nín được cười đem một cây dược vương tặng cho nàng lam vận trúc đi theo lý thất dạ một đường đào xuống đi thu hoạch kinh người đào được về sau nàng không khỏi vì đó chết lặng ở chỗ này đào dược vương cùng đào củ cải trắng không kém là bao nhiêu nhẹ nhõm tự tại hơn nữa đi không bao xa liền có thể gặp được một cây dược vương đương nhiên lam vận trúc không phải dược sư đào dược vương kỹ thuật cùng lý thất dạ cùng so sánh kém xa nếu như không phải lý thất dạ nhường cho nàng nàng căn bản không có khả năng giành được qua lý thất dạ cứ việc nàng đào được Dược Vương Tiên Thảo không bằng lý thất dạ nhiều, Lam Vận Trúc đã là cảm thấy mỹ mãn. Thử nghĩ một cái, cái kia chiến tộc Thánh Hoàng vì một cây Dược Vương nắm lấy đế khí đuổi vạn dặm. Một đường vất vả vô cùng, cuối cùng có thể hay không đạt được cái này gốc Dược Vương vẫn chưa biết được. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn ở chỗ này đào Dược Vương cùng đào củ cải trắng đơn giản, đơn giản liền là một kiện hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn sự tình chúng ta rốt cục đến nơi muốn đến đương đào rất xa về sau lý thất giả dạ đứng đấy nhìn trước mắt địa phương lộ ra tiếu dung chậm rãi nói ra lam vận trúc không khỏi vì đó khẽ giật mình lúc này nàng mới hiểu được đào dược vương không phải lý thất giả dạ mục đích cái kia bất quá là tiện tay mà làm liền đào dược vương cũng không phải mục đích của hắn còn có cái gì đồ vật mới có thể hấp dẫn hắn đào lấy một cây dược vương lam vận trúc cũng không khỏi đến cùng lấy đứng lên khi nàng đứng lên nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm nàng hoàn toàn bị chấn kinh miệng há thật lớn nhất thời khép lại không được trước mắt là một khối dược điền một khối xanh biết như ngọc dược điền khối này dược điền vậy mà phả ra khói xanh nhìn kỹ đây không phải là khói xanh đó là một loại thiên địa cực tinh chi khí cực kỳ trân quý thiên địa cực tinh chi khí lúc này dược điền bên trong có lấy một cây một cây tiên dược thần thụ hơn nữa cái này một cây một cây tiên dược thần thụ giống như là người sống ở chỗ này thôn yên thổ vụ, hấp thu nơi này thiên địa cực tinh chi khí. Lý thất dạ mang theo Lam Vận Trúc bước vào khối này dược điền. Khi bọn hắn bước vào khối này dược điền thời điểm, ô một tiếng rồng gầm thanh âm vang lên, một con phi long trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đầu này phi long cũng không lớn, nhưng là toàn thân tản mát ra long tức, đối Lý thất dạ cùng Lam Vận Trúc hét lớn một tiếng, tự hồ đang cảnh cáo Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc. Không cho phép bọn hắn bước vào nơi này. Chậm rãi đến, chậm rãi đến. Đối với Phi Long gầm thét, Lý Thất Dạ thông dong tự tại, chậm rãi cười nói ra, đây cũng không phải là đạo đại khách. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, cái này không thuộc về các ngươi nhỏ bé sinh linh nên tới địa phương. Lúc này, một thanh âm vang lên. Nói chuyện lại là một cây cổ thụ, cây cổ thụ này trên cành cây lại có một cái lão đầu khuôn mặt, nhát gan người sẽ bị dạng này một cây cổ thụ hù chết. Đã ta tới, phải có đạo lý của ta. Lý thất dạ không có chút nào sốt ruột, thông dong tự tại. Đây đều là thứ gì? Nhìn lấy phi long lúc này phải công kích hình dạng của bọn hắn, Lam Vận Trúc không khỏi thấp giọng hỏi Lý thất dạ. Lý thất dạ cười cười, điểm nhẹ một cái trước mắt phi long, nói ra, đây là thập biến long tàm đông trùng hạ thảo gốc cây kia là có được 800 vạn năm thọ nguyên binh vệ thụ. Đó là một cây luân hồi thiên hồn đằng. Lý thất giả thuộc như lòng bàn tay, chỉ chỉ dược điền này những này thôn yên thổ vụ tiên dược tiên thảo, nhàn định tự tại. Đó là 700 vạn năm tử huyết xâm vương sao. Có chút linh dược tiên thảo không cần lam vận trúc giới thiệu. Nàng nhìn kỹ một lần về sau đều nhận ra được. Sai, ta gọi xâm tổ mà gốc cây kia toàn thân tử quan phun trào sâm vương sâu kín vang lên thanh âm. Một cây sâm vương biết nói chuyện, vậy tuyệt đối hù chết người. Lam Vận Trúc không khỏi hít một hơi lãnh khí, như loại này sâm tổ, tuyệt đối là duyên thọ cực phẩm, liền tiên đế đều có thể phục dụng đồ vật, dạng này một cây sâm tổ tuyệt đối là vô giới chi bảo, nếu là tiên đế đến, coi như thừa nhận dược viên chế tài, đồng dạng sẽ cưỡng ép mang theo dạng này một cây dược tổ. Đây là chúng ta địa bàn, Lúc này, gốc cây kia binh vệ thụ cảnh cáo lý thất dạ bọn hắn. Nói ra, hiện tại các ngươi nên rời đi nơi này, các ngươi tại dược viên địa phương khác làm gì chúng ta cũng mặc kệ, nhưng là, nơi này các ngươi không thể vào đến. Có thể tới hay không còn không phải các ngươi định đoạt. Lý thất dạ cười hiếp mắt nói ra, trên thực tế, các ngươi cũng không phải chủ nhân nơi này, các ngươi nói có đúng hay không. Bất quá ta là một cái yêu thích hòa bình người, không nguyện ý động thủ, ta có cái này đồ vật, ta nghĩ, ta hẳn là có thể mượn dùng một cái khối này dược điền đi. Chương 526, Dược Điền Tu Luyện Lý Thất giả nói lấy ra để nhất hung phần chìa khóa, sau đó từ từ mở ra, lúc này, thứ này liền như là hoàng đế thánh chỉ. Bất luận là binh vệ thụ, lại hoặc là đã như phi long thập biến long tàm trùng hồn thảo, lại hoặc là xâm tổ, bọn nó đều không có lại nói tiếp, bọn nó nhìn lấy lý thất dạ trong tay để nhất hung phần chìa khóa, cuối cùng, binh vệ thụ hừ một tiếng liền không có tỏ thái độ. Không hề nghi ngờ, hiện tại binh vệ thụ bọn nó cho phép lý thất dạ sử dụng trước mắt khối này dược điên. Ta đây liền đã cảm ơn, ta chỉ ở chỗ này tu luyện một chút. Các vị không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục. Lý thất Dạ cười tủm tỉm ngồi xếp bằng xuống, nói xong, hắn lấy ra vạn lô thần. Ông, một tiếng, đương vạn lô thần vừa lấy ra thời điểm, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn cốc, lập tức phun ra nuốt vào lấy hừng hực liệt diễm, tự như là sói đói nhìn thấy cừu non, lúc này vạn lô thần nhìn nhìn sâm tổ, lại nhìn một chút thập biến long tàm đông trùng hạ thảo, coi lại nhìn luân hồi thiên hồn đằng. Một bộ muốn bổ nhào qua nuốt những này tiên thảo tiên dược bộ dáng. Vạn lô thần. Lúc này, bất luận là sâm tổ, còn là thập biến long tạm đông trùng hạ thảo. Hay là cái khác tiên dược, đều trong nháy mắt bộc phát ngập trời khí tức, tự như là từng tôn từng tôn đại hiền giá lâm. Không hề nghi ngờ, những này tiên dược đối vạn lô thần cũng không có cảm tình gì. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn lô thần nuốt quá nhiều linh thảo tiên dược, nó thậm chí đã từng nuốt dược vương cùng nuốt củ cải trắng, giống như nó loại này nuốt chữ lượng lớn linh dược tiên thảo tồn tại, tuyệt đối là trước mắt những này tiên thảo cưu địch chậm rãi đến, chậm rãi đến, mọi người phải hòa bình ở chung. Lý thất giả lập tức đè lại khiêu khích tiên tổ vạn lô thần. Cười nói ra, chúng ta không phải tới ăn tiên dược, chúng ta là tới tu luyện. Tại lý thất giả trấn an dưới, vạn lô thần mới không có bổ nhào qua, lý thất giả vỗ vỗ vạn lô thần, nói ra, ngươi ăn đến linh dược tiên thảo nhiều lắm. Hiện tại ngươi căn bản không cần phải nữa ăn uống ngươi bây giờ muốn làm chính là rèn luyện trong cơ thể ngươi tất cả linh dược tinh hoa để chúng nó chân chính dung hợp để ngươi dược tàn trở thành một chân chính vô thượng dược tàn bằng không thì ngươi ăn lại thêm tiên dược linh thảo đều là lãng phí vạn lô thần từ vạn cổ đến nay không biết nuốt bao nhiêu linh dược tiên thảo hơn nữa nuốt linh dược tiên thảo thái quá mức hỗn tạp lượng cũng quá lớn mặc dù nó có được kinh thế dược tàn nhưng là nó dược tàn tinh hoa lại không cách nào hoàn toàn dung hợp khiến cho dược lực tinh hoa không có cách nào đạt tới tiên dược thậm chí là chân tiên dược tình trạng. Khối này dược điền chính là đoạt thiên tạo hóa, đây là một cái vạn chặn khó gặp thời cơ, ta mang theo ngươi ở chỗ này tu luyện. Liền là tôi hóa ngươi vạn dược tinh hoa. Lý thất giả đè lại vạn lô thần trấn an nói. Cuối cùng, vạn lô thần rốt cục tại lý thất giả trấn an hạ hóa thành một tôn thần lô. Ngồi xổm ở lý thất giả bên người, không hề nghi ngờ, nó nghe theo lý thất giả khuyên giải Mà Sâm tổ Thập biến Long, tạm đông trùng hạ thảo Những này tiên dược thì hừ lạnh một tiếng Quay người liền rời đi dược điền Đối bọn nó những này tiên dược mà nói Vạn lô thần là kẻ địch của bọn nó Vạn lô thần lưu tại nơi này Bọn nó không nguyện ý cùng với vạn lô thần Cho nên Bọn nó lựa chọn tạm thời nhượng bộ Lý thất giả cũng ngồi xuống Nói với Lam Vận Trúc Ngươi cũng phải ngồi xuống tu luyện một cái khối này dược điền tuyệt đối độc nhất vô nhị hiếm thấy gặp được một lần có thể dùng nó uẩn dưỡng chân mệnh cùng đạo cơ tuyệt đối có chỗ tốt nếu như ngươi không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng có thể đến bốn phía đi xem một chút nói xong lý thất dạ hai mắt nhắm lại mở ra mệnh cung theo từng đợt tiếng oanh minh vang lên nguyên một đám mệnh cung mở ra lý thất dạ chân mệnh hiển hiện đạo cơ như ngân hà theo hét dài một tiếng lại hóa thành che trời hỗn độn cung bằng. Oanh, tiếng vang truyền đến. Lý thất dạ mệnh cung trong nháy mắt hóa thành một nước, địa mạch chi căng trong nháy mắt tự như cắm rễ ở khối này dược điền phía trên, ở thời điểm này. Lý thất dạ địa mạch chi căng như là thôn tính rút hút lấy khối này dược điền thiên địa cực tinh chi khí, tại trong thời gian thật ngắn, lý thất dạ toàn bộ mệnh cung chi quốc tràn ngập thiên địa cực tinh chi khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chân mệnh ngự đạo cơ, hỗn độn cung bằng trong nháy mắt hóa thành tinh hà quanh quẩn tại chân mệnh bốn phía, lúc này, chân mệnh như thông tính, đem trải qua thập cung chi quốc chỗ rèn luyện thiên địa cực tinh chi khí hút tới, trong nháy mắt, thiên địa cực tinh chi khí bao phủ chân mệnh cùng mênh mông đạo cơ. Lúc này tiếng oanh minh không ngừng. Lý thất dạ thọ luân hiển hiện, huyết khí cuồn cuồn, huyết khí giống như sông dài bị xuyên vào đạo cơ bên trong, trong nháy mắt này, nguyệt qua dương luân công điên cuồng rút ra lấy thiên địa cực tinh chi khí tự như một cái cự mại đem thiên địa cực tinh chi khí cùng lý thất giả dạ tinh lực mài nhỏ đem loại này cực tinh chi khí cùng lý thất giả dạ tinh lực mài thành một thể để cực tinh chi khí cùng lý thất giả dạ tinh lực dung hợp sau đó trả lại đạo cơ cùng chân mệnh lập tức để lý thất giả dạ chân mệnh bạo phát ra sáng chói vô cùng quan mang lý thất giả dạ đã qua thiên địa nguyên tương rèn luyện thể chất của hắn đạo cơ của hắn Chân mệnh của hắn có thể nói đã rất hoàn mỹ. Bất quá, lần này Lý Thất Dạ muốn mượn cái này một khối dược điền lần nữa rèn luyện, bởi vì hắn mở ra 10 cái mệnh cung, hắn cần tốt hơn điều kiện tới rèn luyện chân mệnh đạo cơ, chỉ có như thế rèn luyện mới có thể để cho lý Thất Dạ tiềm năng đạt tới vô hạn, chỉ có dạng này, hắn mới càng có cơ hội mở thứ 11 cái mệnh cung, 12 cái mệnh cung, thậm chí là trong truyền thuyết thứ 13 cái mệnh cung. Oanh, 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 lúc này vạn lô thần cũng phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận tinh hỏa. Lúc này, nó dược tàn hiển hiện, mênh mông một mảnh, tự như một cái mênh mông biển lớn, ở chỗ này có tàn không ra vạn dược tinh hoa. Lam Vận Trúc nhìn thấy như thế một màn cũng không khỏi đến giật mình, nhiều như vậy vạn dược tinh hoa, tôn này lô thần đến tột cùng nuốt chững bao nhiêu linh dược tiên thảo. Lúc này, theo hét dài một tiếng, lý thất giả dạ đạo cơ hóa thành hỗn độn côn bằng bay lượng mà ra, hỗn độn côn bằng đã rơi vào vạn lô thần cái này mênh mông biển lớn vạn dược tinh hoa bên trong lúc, trong nháy mắt hóa thành một cái thiên địa hồng lô, lúc này, lý thất giả dạ đạo cơ điên cùng luyện hóa vạn lô thần vạn dược tinh hoa. Chân mệnh thúc dục do thiên địa cực tinh chi hoa cùng huyết khí rèn luyện dung hợp tinh hoa, lập tức, loại này tinh hoa che mất vạn thần lô, một lần lại một lần luyện hóa vạn thần lô, trong lúc nhất thời, lý thất giả dạ toàn thân pháp tắc như thác trời, vạn pháp lưu chuyển rèn luyện chính hắn cùng vạn lô thần. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng vạn lô thần đạt tới tức tức tương sinh tình trạng, Lý Thất Dạ mượn khối này dược điền vì vạn thần lô rèn luyện, đồng thời, vạn lô thần mênh mông vạn dược tinh hoa cũng trả lại lấy Lý Thất Dạ, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Gặp Lý Thất Dạ đã nhập định, Lam Vận Trúc cũng học Lý Thất Dạ bộ dáng ngồi xếp bằng xuống, mở ra mệnh cung của mình, bắt đầu mượn khối này dược điền thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện nàng chân mệnh cùng đạo cơ tại dược điền bên trong khói xanh quanh quẩn thiên địa cực tinh chi khí phun ra nuốt vào không thôi nơi này không chỉ là dược điền đơn giản như vậy nơi này chính là một khối vô thường chi thổ chính là bởi vì như thế giống như sâm tổ thập biến long tàm trùng hồn thảo loại tồn tại này cũng sẽ ở nơi này thôn nạp thiên địa cực tinh chi khí lam vận trúc cũng thôn nạp thiên địa cực tinh chi khí lấy rèn luyện chính mình chân mệnh đạo cơ thiên địa cực tinh chi khí lưu chuyển không thôi mà lam vận trúc đạo cơ tự như hóa thành vạn cổ tinh hà thiên mệnh tuyên cổ quay vòng không ngừng lam vận trúc chính là sông thánh chi tư thánh mệnh thánh luân có thể nói nàng thiên phú đã tốt tới cực điểm cho nên nàng đối với thiên địa cực tinh chi hoa rèn luyện tốc độ cực nhanh cũng không biết qua bao lâu nàng chân mệnh trở nên sáng chói thần liên pháp tắt quanh quẩn giờ này khắc này nàng đại đạo minh hòa tự như thiên địa vạn đạo tới vô hạn thân cận cũng không biết qua bao lâu lam vận trúc thu công chậm rãi mở mắt lúc này nàng cảm giác chân mệnh như phi tiên kinh nghiệm thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện về sau cái này khiến đạo cơ chân mệnh của an hai càng tấn thăng một cái cấp độ thân là song thánh chi tư nàng bất luận là chân mệnh hay là đạo cơ đều đã cực kỳ hoàn mỹ hiện tại lần nữa kinh nghiệm thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện cái này khiến nàng cực điểm thăng hoa lam vận trúc mở mắt tại thời khắc này lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng bàn bạc vô tận tràn ngập, cổ lực lượng này đường hoàng chính đạo, khi này một cổ lực lượng tràn ngập lúc, tự như cửu giới chi lực đều tụ tập ở chỗ này. Lam Vận Trúc lập tức quay đầu quan sát. Cái này một cổ bàn bạc lực lượng vô cùng chính là từ trên thân Lý Thất Giả dạ phát ra. Mà lúc này Lý Thất Giả dạ đã không có lấy thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện chính mình chân mệnh, đạo cơ, hắn rèn luyện đã kết thúc. Thậm chí ngay cả vạn lô thần rèn luyện đều kết thúc, vạn lô thần đã bị Lý Thất Dạ thu lại. Mà lúc này, Lý Thất Dạ yên nguyên ngồi đàng hoàng ở dược điền phía trên, thần thái trang nghiêm, tại trên đỉnh đầu của hắn chính là từng cái một mệnh cung chìm nổi, thành quốc hóa đạo. 11 cái mệnh cung Lam Vận Trúc vừa nhìn Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu mệnh cung, không khỏi biến sắc. Giật mình nói ra Trước đó, Lý Thất Dạ là cửu tinh thập cung có được 10 cái mệnh cung đã để người làm sự khiếp sợ, cửu cực vi tôn, thập viên vô khuyết, có được 10 cái mệnh cung người đó là nghịch thiên chi tài, thiên tôn chi tướng. Nhưng mà, hiện tại lý thất già dạ vậy mà có được 11 cái mệnh cung, tại đây đoạn rèn luyện chân mệnh đạo cơ thời kỳ hắn vậy mà lại mở một cái mệnh cung. Thập nhất vạn cổ kỳ tích Nhìn thấy 11 cái mệnh cung, Lam Vận Trúc không khỏi động dung nói. Mặc dù nói, 11 cái mệnh cung sau 10 cái mệnh cung chỉ nhiều một cái mệnh cung mà thôi. Nhưng là đây cũng không phải là số lượng trò chơi, coi như là nghịch thiên chi tài, coi như là thiên tôn chi tướng, có được 10 cái mệnh cung về sau, nghĩ lại mở một cái mệnh cung đó là khó càng thêm khó. Cho nên nói, từ 10 cái mệnh cung đến mở thứ 11 cái mệnh cung, nếu là có thể thành công, tuyệt đối có thể xưng là vạn cổ đến nay kỳ tích. Truyền thuyết vạn cổ đến nay mở 11 cái mệnh cung người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có người cho rằng mở 11 cái mệnh cung người tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Răng rắc, nhưng mà, tại Lam Vận Trúc còn giật mình tại Lý Thất Dạ có được 11 cái mệnh cung lúc. Lý Thất Dạ nê cung huyệt lại truyền đến tiếng vang, tự hồ bên trong mở lấy cái gì, lại tự hồ bên trong có cái gì phá đất mà ra. Mở cái thứ 12 mệnh cung. Lam Vận Trúc lập tức biết đây là chuyện gì xảy ra, không khỏi sắc mặt đại biến, lần này thật đúng là dọa sợ nàng. 12 cái mệnh cung, đây là cỡ nào dọa người sự tình. Giữa các tu sĩ đã từng lưu truyền một câu nói như vậy, thập nhất vạn cổ kỳ tích, thập nhị định tiên đế vị. Nói cách khác, có được 11 cái mệnh cung người thuộc về vạn cổ kỳ tích, có được 12 cái mệnh cung người, chỉ sợ ở thời đại này tiên đế là trừ hắn ra không còn có thế là ai khác thậm chí vạn cổ đến nay chưa nghe nói qua có người mở 12 cái mệnh cung thành công qua. Chương 527, Tu Luyện Lúc này Lam Vận Trúc Minh Bạch Lý Thất Dạ đang mở lấy cái thứ 12 mệnh cung, đem nàng sợ tới mức trong lúc nhất thời khó có thể lấy lại tinh thần, 12 cái mệnh cung. Nếu là thật sự bị Lý Thất Giả dạ thành công mở ra, đó là hạng gì dọa người sự tình tuyệt đối là chấn cổ thước kim, coi như hắn còn chưa trở thành tiên đế, chỉ sợ tiên đế vị trí đã bị hắn định ra tới. 12 mệnh cung một thành, chắc chắn khinh thường cửu thiên thập địa. Đế tọa đáng là gì, thiên luân hồi đáng là gì, coi như thiên luân hồi là thật tiên đế chuyển thế, đều giống nhau ngăn không được lý thất dạ leo lên tiên đế vị trí bước chân. Thất thần Lam Vận Trúc không khỏi cười khổ một cái. Cùng hắn dạng này nghịch thiên chi tại so với, Nàng tên thiên tài này đã tính không được cái gì. Song thánh chi tư, theo người khác là bực nào cao không thể chạm thiên tài, là bực nào để cho người ta kiêu ngạo thiên tài. Nhưng là, hôm nay nàng cùng Lý Thất Dạ so với, nàng không thể không chịu phục. Hiện tại cùng Lý Thất Dạ so với, cái gì song thánh chi tư đều đã không trọng yếu, thậm chí có thể nói, coi như là tam thánh chi tư cùng hắn so sánh với cũng lộ ra không chút nào trọng yếu. Một khi để Lý Thất Giả dạ có được 12 cái mệnh cung, cái gì thiên phú, cái gì gân cốt, cái gì tuyệt thế chi tài. Hết thảy đều là phù vân, riêng là hắn 12 cái mệnh cung liền có thể ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên. Một khi có được 12 cung, như vậy, Lý Thất Giả dạ hắn liền là thiên, còn có so thiên cao hơn tồn tại sao? Hoặc là chỉ có thương thiên, cửu thiên chi thương. Ông, nhẹ nhàng ba động tiếng vang lên, ngay tại Lam Vận Trúc vì đó cười khổ thời điểm, không gian nhẹ nhàng ba động, tự như có đồ vật gì chụp động lên cánh. Lam Vận Trúc không khỏi nhìn kỹ, chỉ gặp tại lý thất dạ trong lòng ngực xuất hiện một hình bóng. Tự như một tôn phi tiên. Tôn này như phi tiên cái bóng phía sau tựa hồ mở ra vỗ một cái quạt thông hướng cửu thiên thập địa môn hộ. Mà cái này vỗ một cái quạt môn hộ tựa hồ hóa thành vô thượng tiên vũ cái này như phi tiên cái bóng bị từng cái mảnh như tơ trật tự thần liên quay quanh lấy đầu này đầu mảnh như tơ trật tự thần liên quay quanh lấy cái này phi tiên cái bóng thoạt nhìn mười phần yên tĩnh tự hồ đình chỉ ở nơi nào nhưng là đương lam vận trúc mở thiên nhãn vừa nhìn thời điểm nàng không khỏi sắc mặt đại biến đầu này đầu mạnh như tơ trật tự thần liên cũng không phải là đình chỉ quay quanh lấy mà là vô cùng nhanh chóng vận chuyển tốc độ nhanh chóng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chính là bởi vì đầu này đầu trật tự thần liên vô cùng nhanh chóng vận chuyển. Cho nên thoạt nhìn mới như là đình chỉ. Phi tiên thể nha. Ở thời điểm này, Lam vận trúc trốt cuộc minh bạch lý thất dạ tu luyện dạng gì tiên thể. Phi tiên thể, này danh xưng thế gian tốc độ nhanh nhất thể chất, một khi phi tiên thể đại thành, thế gian không có cái gì so với nó tốc độ nhanh hơn, tuyệt đối có thể được xưng tụng thế gian tốc độ số một. Cái này còn để cho người ta sống sao? Cuối cùng, Liền Lam Vận Trúc không khỏi cười khổ một cái. Có được 11 cái mệnh cung cái này cũng đã làm cho thế gian thiên tài khó mà thở nổi đến, mà bây giờ còn có được phi tiên thể, đây quả thực là trấn áp thế gian tất cả thiên tài. 11 cái mệnh cung, phi tiên thể, lúc này. Lam Vận Trúc minh bạch vì cái gì lý thất giả căn bản cũng không đem đế tọa để ở trong mắt nguyên nhân coi như lý thất dạ còn đang cổ thánh cảnh giới, cái này đều đã chuyện bé nhỏ không đáng kể. 11 cái mệnh cung, hoàn toàn đột phá cổ thánh cực hạn, cùng 11 cái mệnh cung cổ thánh so sánh, thánh tôn đáng là gì? Lại thêm phi tiên thể, cái này nghịch thiên đến rối tinh rối mù. Quản chi đế tọa leo lên thánh hoàng cảnh giới, chỉ sợ đối mặt lý thất dạ thời điểm phần thắng đều rất nhỏ. Trừ phi hắn leo lên chúng sinh thánh hoàng, bằng không thì hết thảy đều không đùa giỡn. Bất quá, đế tọa không có khả năng leo lên chúng sinh thánh hoàng, hắn quá trẻ tuổi, hiện tại hắn leo lên thánh hoàng cảnh giới có khả năng, nhưng là leo lên chúng sinh thánh hoàng tuyệt đối không có khả năng, trừ phi cho hắn thêm thời gian mấy năm. Phách Lý Ba Lạp, ngay tại Lam Vận Trúc vì đó cười khổ thời điểm, đột nhiên, Lý Thất Dạ trên người xẹt qua một chuỗi thiểm điện, tiếp lấy hắn lòng ngực thể phách đều thiểm điện toán loạn. Giống như bị thiểm điện bổ trúng, nhưng là, cái này thiểm điện vừa xuất hiện thời điểm lại lập tức biến mất, giống như lập tức bị cái gì trấn áp. Thể kiếp, tiểu thành tiên thể thể kiếp muốn tới. Lam Vận Trúc vừa nhìn thấy thiểm điện trên người Lý Thất Dạ sẽ qua thời điểm, nàng lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra Lý Thất Dạ thể kiếp đã tới rồi. Không đúng, Lam Vận Trúc nhìn thấy thiểm điện trong nháy mắt biến mất thời điểm lại cảm thấy không đúng, bởi vì Lý Thất Dạ thể phách không động đầy chút nào, cái kia thiểm điện trong nháy mắt biến mất giống như bị trấn áp. Tự hồ phi tiên thể phách phía sau còn có cái gì cường đại hơn đồ vật. Tại đây thạch hỏa điện quang ở giữa, Lam Vận Trúc giống như nhìn thấy một cái khác thể phách, đó là một cái tự như trấn áp cửu thiên thập địa thể phách, đó là một cái liền thần ma đều run sợ thể phách. Điều đó không có khả năng, Lam Vận Trúc cảm thấy mình nhìn lầm rồi, cái kia bất quá là ảo giác mà thôi. Phải biết tu sĩ chỉ có một cái thể phách, đây là vạn cổ không đổi thường thức. Lam Vận Trúc cảm thấy điều đó không có khả năng, chẳng qua là nàng hoa mắt, chẳng qua là ảo giác của nàng mà thôi. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có người có thể đánh phá thường thức, vạn cổ đến nay, tu sĩ chỉ có một cái thể phách, quản chi có được tiên mệnh người đều là như thế này. Nhưng là, tại thời khắc này, Lam Vận Trúc lại trở nên không phải khẳng định như vậy, trở nên không phải như vậy tự tin. Thường thức, vật như vậy trên người lý thất già tự hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng lý thất dạ cũng không phải lần thứ nhất đánh vỡ thường thức liền giống như thần long sơn để tất cả thiên mệnh chân thạch đi theo hắn chạy cho tới nay là thiên mệnh chân thạch tuyển chủ nhân đến trên người hắn ngược lại tốt là hắn tuyển thiên mệnh chân thạch thường thức trên người lý thất dạ căn bản là vô dụng lam vận trúc không cưỡng nổi đắc ý biết đến điểm này cái này khiến lam vận trúc trong nội tâm không phải rất có tự tin vạn nhất nếu như nói vạn nhất vạn nhất lý thất già thực sự có được hai cái thể phách đâu có được hai cái tiên thể thể phách đâu nghĩ tới đây lam vận trúc cũng không khỏi đến nỗi ngây dại có được hai cái thể phách nếu như người khác nghe được nàng suy đoán như vậy nhất định sẽ cho rằng nàng là điên rồi bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào có được hai cái tiên thể chi phách chuyện như vậy nói đến sau người nào đó có được tiên mệnh còn không đáng tin nhưng là Lúc này Lam Vận Trúc lại hết lần này tới lần khác có dạng này một cái phỏng đoán, không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Nếu là lý thất giả dạ thực sự có được hai cái tiên thể chi phách, một cái khác sau phi tiên thể phách còn cường đại hơn tiên thể chi phách. Nghĩ tới đây, Lam Vận Trúc không khỏi ngay dại. Thật sự là nếu như vậy, đế tọa tính là thứ gì, U Thánh Tam Kiệt tính là thứ gì? Qua một hồi lâu, Lam Vận Trúc lấy lại tinh thần, nàng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng, Lam Vận Trúc đứng lên, nhìn lấy còn đang thần du thái hư lý thất dạ, nàng không dám đánh nhiễu hắn, vô thanh vô tức trời đi dược điền, nghĩ đến những địa phương khác nhìn một chút, nhìn một chút cái này chúng tiên di thất dược điền toàn cảnh. Mà lý thất dạ ngồi ngay ngắn dược điền bên trong, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong thiên địa. Đạt được thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện, đây quả thực là để chân mệnh, Đạo cơ của hắn hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Đạt được như thế lượng lớn thiên địa cực tinh chi khí rèn luyện, lại thu hoạch vạn lô thần vạn dược tinh hoa, cái này cho Lý Thất Dạ trợ giúp thật lớn, chính là bởi vì như thế, cái này khiến hắn cực kỳ thuận lợi mở thứ 11 cái mệnh cung. Đối với hiện tại Lý Thất Dạ mà nói, mở cái thứ 12 mệnh cung không phải một việc khó, thậm chí có thể nói, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, với hắn mà nói duy nhất khiêu chiến là mở cái thứ 13 mệnh cung. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc dừng lại tại chúng tiên di thất dược điền tu luyện thời điểm, bên ngoài cũng là lật trời, rốt cục có người có đại thu hoạch. Rung động nhất liền là Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà vậy mà đuổi tới Kim Cương Lý Sao Huyệt. Thiên Lý Hà chư lão trước tiên chiếm cứ Kim Cương Lý Sao Huyệt, đạt được đại lượng thần vật tiên bảo, vô số kinh thế tiên thiết thánh tuyền xuất thế, đều bị Thiên Lý Hà đoạt được, như thế thu hoạch, gia tăng thật lớn thiên lý hà nội tình đương rất nhiều đại giáo cương quốc nghe hỏi đuổi tới thủy vực thời điểm kim cương lý sào huyệt đào bảo hành động đã tới kết thúc rồi thiên lý hà bao gồm kim cương lý sào huyệt đại bộ phận bảo vật thiên lý hà như thế bội thu không biết để bao nhiêu người đỏ mắt có chút đại giáo cương quốc hoặc cường giả muốn âm thầm ra tay muốn đoạt thiên lý hà bảo vật nhưng là để thống tiên môn há lại có thể đơn giản khiêu khích thiên lý hà nguyên lão trực tiếp ra tay đánh giết ba vị thánh hoàng dết đến đoạt bảo người câm như hến không người nào dám động thủ lần nữa thiên lý hà cường đại đó cũng không phải là chỉ là hư danh lúc này cái này khiến rất nhiều đại giáo cương quốc ý thức được muốn động thiên lý hà như vậy chí ít cần hai cái đế thống tiên môn liên hợp lại nếu không căn bản không có cơ hội cái khác đại giáo cương quốc coi như liên hợp lại chỉ sợ cũng chỉ có bị chém dết vận mệnh thiên lý hà đạt được kim cương lý sào huyệt đại cơ duyên cái này không biết để bao nhiêu người thèm chảy nước miếng cũng làm cho rất nhiều người vì đó hâm mộ vô cùng ai sớm biết liền theo thiên lý hà một mực đuổi tiếp bỏ dở nửa chừng bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt tại thủy vực cũng không ít tu sĩ vì đó hối hận ngay từ đầu cũng có rất nhiều tu sĩ cùng cùng thiên lý hà như vậy đi theo kim cương lý đằng sau chạy một mực đuổi theo kim cương lý nhưng là thời gian lâu dài tu sĩ khác nhau nhau từ bỏ, bởi vì rất nhiều đều cảm thấy đem thời gian quý giá lãng phí ở truy đuổi kim cương lý phía trên không đáng. Không nghĩ tới, thiên lý hà vậy mà thực sự đuổi tới kim cương lý sao huyệt, đạt được để cho người ta người làm chi thèm thuồng hâm mộ đại cơ duyên. Bất quá, may mắn cũng không chỉ là thiên lý hà đạt được đại cơ duyên, nếu không, không biết để bao nhiêu quỷ tộc vì đó đấm ngực. Tiếp theo một cái khác đạt được đại cơ duyên tin tức truyền tới vạn thế cổ quốc truyền nhân Thiên Luân hồi tiến nhập Hỏa Thần Hành cung. Hỏa Thần Hành cung, đây là như thế nào đồ vật? Nghe được tin tức như vậy, quỷ tộc nhất là Sinh Động lập tức nghe ngóng tin tức này. Đối quỷ tộc mà nói, làm U Thánh Tam Kiệt Thiên Luân hồi đạt được đại cơ duyên, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Vừa không lâu bị Thiên Lý Hà đạt được đại cơ duyên, chuyện này đã để rất nhiều quỷ tộc vì đó hâm mộ cùng thất lạc, hiện tại, quỷ tộc bọn họ rốt cục có người đạt được đại cơ duyên, cái này vì bọn họ quỷ tộc tăng không ít hào quang. Hỏa thần hành cung, có đế thống tiên môn lão bất tử nghe được tin tức này, không khỏi trở nên động dung, nói ra, truyền thuyết đây là hỏa vực nhất làm cho người hướng tới một cái đại cơ duyên. Có truyền ngôn nói, vạn cốt hoàn tọa một vị tiên thể đại thành thuở thiếu thời từng tới hỏa vực. Muốn vào Hỏa Thần Hành Cung đều không có thành công, không nghĩ tới Thiên Luân hồi vậy mà đạt được lớn như thế cơ duyên. Chương 528, 12 mệnh cung. Khó lường nha, tiến vào Hỏa Thần Hành Cung, tất sẽ có đại cơ duyên. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người vì đó hâm mộ. Cho dù đối với vạn thế cổ quốc mà nói, thân là truyền nhân thiên luân hội không nhất định cần nghịch thiên bảo vật nhưng là có thể được đến đệ nhất hung phần đại cơ duyên đối thiên luân hội mà nói càng là một kiện vinh quang sự tình bởi vì vạn cổ đến nay đạt được đệ nhất hung phần đại cơ duyên người cuối cùng đều sẽ trở thành uy hiếp cửu giới vô địch tồn tại coi như là không thể trở thành tiên đế đó cũng là trở thành một giới chi tôn đế tọa muốn cường công thiên lăng tại rất nhiều người còn hâm mộ tại thiên luân hội kỳ ngộ thời điểm thổ vực truyền ra một cái kinh người vô cùng tin tức. Cường công thiên lăng. Cái này gan dạ sáng suốt cũng quá lớn đi. Nghe được tin tức như vậy, bất luận là quỷ tộc đại nhân vật còn là cái khác, các tộc đại nhân vật cũng không khỏi đến nổi biến sắc. Truyền thuyết, thiên lăng là đệ nhất hung phần kết thúc chi địa, vạn cổ đến nay, rất ít người có thể vào. Hiện tại đế tọa lại muốn cường công thiên lăng, cái này, đây quả thực là thiếu niên tiên đế phong phạm có người không khỏi thì thào nói coi như là vạn thế cổ quốc lão tổ nghe được tin tức như vậy không khỏi không cảm khái một tiếng nói ra vạn cốt hoàn tọa hoàn toàn chính xác bồi dưỡng được một cái không tầm thường truyền nhân cường công thiên lăng như thế gan dạ sáng suốt như thế quyết đoán tương lai có thể trở thành tiên đế đều không đủ là lạ nghe được tin tức như vậy không biết bao nhiêu người thần thái ảm đạm đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thiên tài đế tọa uy danh đã sớm là như sắm bên tai, nhưng là, hôm nay đế tọa muốn cường công thiên lăng, cái này khiến vô số người không khỏi trở nên động dung. Chuyện như vậy, bao nhiêu thiên tài không dám làm, coi như là cự khuyết thánh tử, quỷ trùng hoàng tử bọn hắn những này đã lấy được đế khí đế thống tiên môn truyền nhân. Lúc này cũng không dám cường công thiên lăng. Nhưng là, hiện tại đế tọa lại hết lần này tới lần khác muốn cường công thiên lăng, đây là bực nào bá khí, bực nào vô địch. Đế tọa đại nhân tại đây một thế nhất định có thể phong tiên đế Có quỷ tộc không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra Đế tọa cách làm lập tức để không ít quỷ tộc vì đó phấn chấn Gần nhất quỷ tộc bị ép tới có chút không thở nổi Đặc biệt là tiên phạm cùng đế tọa đánh cái ngang tay Cái này khiến rất nhiều quỷ tộc có chút không tiếp thụ được kết quả này Hiện tại đế tọa cường công thiên lăng Cái này đầy đủ nói rõ đế tọa đối với mình lòng tin Điều này cũng làm cho quỷ tộc lòng tin tăng nhiều cho rằng một thế này tiên đế tất ra quỷ tộc bọn họ. Ngoại trừ thiên luân hồi, đế tọa dạng này thiên chi kiêu tử sở tác sở vi để cho người ta vì đó chú mục bên ngoài, làm một cái khác vô cùng cường đại truyền thường ngu sơn lão tiên quốc nhất cử nhất động cũng rất để cho người ta chú mục. Tại đây mấy ngày có tin tức liên quan tới ngu sơn lão tiên quốc cũng truyền ra. Có một cái tại một vực tu sĩ mang ra một tin tức, nói ra, ngu sơn lão tiên quốc địa ngu bảo thủ tiến vào một vực chỗ sâu nhất nghe được tin tức như vậy lập tức gây nên rất nhiều đại giáo cương quốc để thống tiên môn chú mục trong lúc nhất thời vô số người chú ý ngu sơn lão tiên quốc nhất cử nhất động ngu sơn lão tiên quốc lần này đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì bọn hắn tự hồ đối với tất cả bảo vật đều không để trong lòng tự hồ bọn hắn đối với thần thạch tiên dược không quan tâm nhưng là không có đạo lý ngu sơn lão tiên quốc liền địa ngu bảo thụ đều mang đến không có khả năng không phải vì đệ nhất hung phần bảo vật mà đến liền một vị nhân tộc đại giáo lão tổ đều tại phân tích ngu sơn lão tiên quốc mục đích ngu sơn lão tiên quốc tự hồ đang tìm kiếm thứ gì nha hiện tại đi một vực bọn hắn địa ngu bảo thủ tự hồ là muốn đem toàn bộ đệ nhất hung phần tìm khắp tìm một lần có một mực chú ý ngu sơn lão tiên quốc trưởng môn không khỏi thì thào nói trên thực tế làm một môn sông đế đế thống tiên môn Ngu sơn lão tiên quốc tiến vào đệ nhất hung phần về sau một mực không có cái gì thành tựu, bọn hắn chắc có lẽ không gây nên nhiều người như vậy chú mục mới đúng. Nhưng là, ngu sơn lão tiên quốc chú định lấy bất phàm, đặc biệt là lần này ngu sơn lão tiên quốc mang đến địa ngu bảo thụ. Ngu sơn lão tiên quốc như thế làm cho người chú mục, thậm chí ngay cả tất cả đế thống tiên môn đều trong bóng tối chú ý ngu sơn lão tiên quốc, đó cũng không phải không có đạo lý. Đây hết thảy đều phải ngược dòng tìm hiểu tại địa ngu tiên đế, tại đệ nhất hung phần rất cổ xưa thời đại liền có quan hệ với trường sinh bất tử chi thuật truyền ngôn lưu truyền tới. Nhưng là, vạn cổ đến nay không có người thấy cái gọi là trường sinh bất tử tiên thuật. Một mực đến địa ngu tiên đế thời điểm, trên thực tế, địa ngu tiên đế thổ thiếu thời tại đệ nhất hung phần có hay không đạt được trường sinh bất tử chi thuật cũng không có người rõ ràng. Nhưng là, truyền thuyết địa ngưu tiên đế tuổi nhỏ thời điểm tư chất rất kém cỏi nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác sống quá năm cái thời đại kinh nghiệm năm vị tiên đế thay đổi cuối cùng liền vô địch tiên đế đều biến mất mà hắn vẫn còn sống được thật tốt càng khiến người ta hoài nghi là địa ngưu tiên đế cũng không phải là những lão bất tử kia như vậy đem chính mình phủ bụi tại thời huyết thạch hắn là một mực sống sót sống cái này đến cái khác thời đại cuối cùng kinh nghiệm năm cái thời đại về sau kinh nghiệm năm vị tiên đế thay đổi về sau, hắn cuối cùng đạp vào tiên đế con đường, trở thành vô địch tiên đế. Chính là bởi vì địa ngu tiên đế sống năm cái thời đại, mặc kệ hắn thế nào sống sót, hơn nữa hắn thành tựu cuối cùng tiên đế. Đến hậu thế, một mực có người hoài nghi địa ngu tiên đế tại tuổi nhỏ thời điểm hoàn toàn chính xác có khả năng tại đệ nhất hung phần ở bên trong lấy được trường sinh bất tử tiên thuật. Nhưng là, đối với dạng này thuyết pháp, ngu sơn lão tiên quốc một mực phủ nhận cứ việc ngu sơn lão tiên quốc một mực phủ nhận nhưng là cho tới bây giờ không thể bỏ đi hậu thế hoài nghi lần này ngu sơn lão tiên quốc thậm chí ngay cả địa ngu bảo thụ đều mang đến hơn nữa ngu sơn lão tiên quốc đối với ngũ đại vực thần thạch tiên dược không có chút nào để bụng đối với những người này người đều thèm chảy nước miếng đồ vật ngu sơn lão tiên quốc căn bản không quan tâm bọn hắn liền hoài nghi ngu sơn lão tiên quốc đang tìm kiếm thứ gì đối với ngu sơn lão tiên quốc kỳ quái hành vi rất đại giáo cương quốc đều âm thầm chú ý ở trong quá trình này có người có một cái to gan ý nghĩ nói ra hoặc là lúc đó điện ngu tiên đế chỉ lấy được một nửa trường sinh bất tử tiên thuật một nửa khác còn lưu tại đệ nhất hung phần bên trong cho nên lần này ngu sơn lão tiên quốc liền điện ngu bảo thụ đều mang đến vậy khẳng định có khả năng tìm kiếm một nửa khác trường sinh bất tử tiên thuật loại phỏng đoán này nghe mặc dù rất hoang đường nhưng là rất nhiều đại giáo cương quốc cũng không khỏi đến cân nhắc khả năng này chính là bởi vì dạng này càng nhiều ánh mắt chú ý ngu sơn lão tiên quốc nếu quả như thật có một nửa khác trường sinh bất tử tiên thuật vậy tuyệt đối sẽ bộc phát một trận kinh thiên huyết chiến đến lúc đó chỉ sợ vạn cốt hoàn tọa vạn thế cổ quốc loại này quái vật khổng lồ đều sẽ gia nhập cuộc chiến tranh này trường sinh bất tử tiên thuật chớ nói đối với tất cả tu sĩ coi như đối với tiên đế mà nói cũng là đầy đủ để hắn động tâm đồ vật. Tại dược điền bên trong cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, một trận tiếng oanh minh vang lên, 11 cái mệnh cung rốt cục bị thu hồi. Chúc mừng, ngươi rốt cục mở ra 11 cái mệnh cung. Ngồi ở một bên bồi tiếp hắn Lam Vận Trúc vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phong khinh vân đàm, nói ra, 11 cái mệnh cung, cái kia đã trở thành quá khứ, 12 cái mệnh cung mới là tiểu khiêu chiến nói như vậy nghe cùng vọng vô cùng, 12 cái mệnh cung người ở bên ngoài đến xem căn bản là chuyện không thể nào, nếu như ai nói phải mở 12 cái mệnh cung, nhất định sẽ bị người cười chết, nhất định sẽ bị người cho rằng cùng vọng vô địch hoặc là bệnh tâm thần. Nhưng là, Lam Vận Trúc lại biết chuyện này đối với Lý Thất Dạ mà nói không có cái gì không có khả năng. Nàng cũng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối là có thể mở mang cái thứ 12 mệnh cung. Thập nhất vạn cổ kỳ tích nha, truyền thuyết, có được 11 cái mệnh cung người không cao hơn ba cái. Lam Vận Trúc cũng không khỏi đến cảm khái nói ra, 11 cái mệnh cung vừa mở, cái gì thiên tài đều là phù vân. Lời này liền nói sai, trên thực tế, vạn cổ đến nay, có được 11 cái mệnh cung người chí ít có 5 cái, chí ít ta biết mà nói, nổi danh nhất liền là cổ thuần tiên đế cùng phi tiên đế. Lý Thất Già cười lắc đầu nói ra. Vì thứ nhất tiên đế cùng truyền kỳ phi tiên đế Nghe được lý thất dạ lời này, Lam Vận Trúc đều không kỳ quái. Cổ thuần tiên đế Chính là xuất thân từ Mỹ Linh Tộc, hơn nữa, hắn là cửu giới bên trong vị thứ nhất xưng là tiên đế tồn tại, có thể nói, tại hoang mãn thời đại, hắn khai sáng một thời đại, đã từng là bị cho rằng tồn tại cường đại nhất. Về phần phi tiên đế, hắn khai sáng một cái truyền kỳ phi tiên giáo. Vạn cổ đến nay, phi tiên giáo cũng giống như sáng chói vô cùng sao trời chiếu sáng cửu giới tốt a à, đại thúc, ngươi vênh váo trùng thiên, 11 cái mệnh cung đối với ngươi mà nói đã không mới lạ. Chờ ngươi mở ra cái thứ 12 mệnh cung thời điểm, liền cẩn thận hưởng thụ một chút vạn cổ đệ nhất nhân xưng hô đi. Lam Vận Trúc cũng không khỏi đến cười nói ra, ngươi nếu là mở cái thứ 12 mệnh cung, như vậy, vạn cổ đến nay ngươi chính là cái thứ nhất thành tựu 12 mệnh cung người. Lý thất dạ mở ra 12 cái mệnh cung, nàng cũng vì hắn cao hứng. Ngươi sai, Vàng cổ đệ nhất nhân cái danh xưng này sớm đã bị người cướp đi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, coi như ta thành công mở cái thứ 12 mệnh cung, cũng không phải cái thứ nhất có được 12 cái mệnh cung người. Là ai vậy? Không thể nào, mặc dù có truyền thuyết cho rằng thế gian thật có người mở qua cái thứ 12 mệnh cung. Nhưng là đây chỉ là lời đồn mà thôi, cho tới bây giờ không thể chứng thực. Bởi vì mọi người đều biết, mở ra cái thứ 12 mệnh cung Tuyệt đối sẽ trở thành tiên đế. Nhưng, không nghe nói có cái nào tiên đế có được 12 cái mệnh cung. Lam Vận Trúc nghe được lời như vậy cũng không phải rất tin tưởng. Kiêu Hoành tiên đế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra một cái tên. Nghe được cái tên này về sau, Lam Vận Trúc triệt để không có tính tình. Nếu là thế gian thật sự có người cái thứ nhất thành tựu 12 cái mệnh cung người, ngoại trừ Kiêu Hoành tiên đế, nàng cũng xác thực nghĩ không ra người thứ hai. Kiêu hoành tiên đế, nhân tộc đệ nhất vị tiên đế, tên của hắn tự như ma chú vang vọng vạn cổ, chiếu rọi cửu giới. Có lẽ, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có hắn có thể xứng với kiêu hoành hai chữ, cả đời bất bại, quét ngang cửu thiên thập địa tất cả cường địch. Đây là vạn cổ đến nay duy nhất không bại tiên đế. Mặc dù nói, một cái tu sĩ thành tựu tiên đế về sau muốn bại đều rất khó, tiên đế vô địch không phải một câu nói suông. Nhưng là, rất nhiều tiên đế tại tuổi nhỏ thời điểm cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, không có tiên đế tại tuổi nhỏ thời điểm có thế một mực giữ cho không bị bại. Vạn cổ đến nay, chỉ có kiêu hoành tiên đế cả đời bất bại, tại hắn khi còn trẻ thời điểm, bất luận gặp được như thế nào cường địch, hắn yên nguyên quét ngang qua, không ai có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Chương 529, phần bí chi bí vạn cổ đến nay bất luận là ai nâng lên kiêu hoành tiên đế cái kia đều triệt để không có tính tình không có cách hắn liền là vạn cổ đến nay nhất kiêu hoành người kiêu hoành tiên đế nghe được cái tên này lam vận trúc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nghe được tin tức như vậy nàng đều không kinh ngạc mười hai mệnh cung đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là nghịch thiên vô song thành tựu nhưng là nếu là thành tựu như vậy trên người kiêu hoành tiên đế vậy liền lộ ra chuyện đương nhiên đương nhiên đối với kiêu hoành tiên đế một đời mà nói mười hai mệnh cung cũng không phải hắn kiêu ngạo nhất sự tình ở đời sau rất ít người biết hắn có được mười hai mệnh cung lý thất già cười cười nói ra lam vận trúc không có thể nói cái gì kiêu hoành tiên đế cái tên này liền đã đại biểu cho hết thảy lấy lại tinh thần nàng nghĩ tới một sự kiện nói với lý thất dạ ngươi còn đang tu luyện thời điểm ta tại dược viên đi xuống ngươi biết ta nhìn thấy cái gì không thấy được một con phượng hoàng một con phượng hoàng một con như thế nào phượng hoàng nghe được lam vận trúc lý thất dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ hỏi lam vận trúc bề bộn nói ra ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là gặp được thần thú tiên phượng nhưng là về sau ta đuổi tiếp phát hiện con này phượng hoàng chỉ lớn chừng quả đấm cực kỳ mạnh mẽ. Nó tiến vào một chỗ, ta truy vào đi thời điểm, phát hiện nơi đó tử khí phun ra nuốt vào, rất dễ dàng mất phương hướng, cũng không dám lại cùng đi theo, lui trở về. Cái này Phượng Hoàng có phải hay không có năm đạo thần quan, năm đạo thần quan hóa Phượng Linh, kéo đến thật dài. Lý thất giả lập tức truy vấn. Lam Vận Trúc bề bộn nói ra, không sai, đúng là như thế, tiếng kêu còn rất vang dội. Tự như xé trách cửu thiên, nếu như không phải một con ấu phượng, tuyệt đối là một cây khó lường tiên dược biến thành. Nó tiến vào ở đâu, mau dẫn ta đi. Lý thất dạ lập tức hai mắt quan mang nở rộ, hai mắt của hắn sáng chói chói mắt, tự như có thể xem thấu thiên địa vạn đạo. Lam vận trúc gặp lý thất dạ dạng này thần thái, lập tức biết chuyện này ghê gớm, không nói hai lời, lập tức mang theo lý thất giả hướng nàng phát hiện địa phương chạy đi. Tại chạy về phía Lam Vận Trúc phát hiện địa phương dọc đường, hai người bọn họ gặp được không ít dược vương thậm chí là cửu biến hồn thảo nhưng là lý thất giả dạ đều không có mắt nhìn thẳng một cái những này dược vương hắn vội vàng muốn nhìn đến lam vận trúc theo như lời vật kia cuối cùng là cái gì đâu gặp lý thất giả dạ trịnh trọng như vậy lam vận trúc một bên dẫn đường vừa nói lý thất giả dạ lắc đầu nói ra tạm thời ta còn không dám khẳng định chỉ có tận mắt nhìn đến món đồ kia ta mới dám khẳng định rất nhanh Lam Vận Trúc mang theo lý thất giả đi vào cái kia phượng hoàng chỗ biến mất địa phương. Đây là một cái tiểu cốc, này tiểu trong cốc lại còn có tàn tường đoạn bích, tự hồ nơi này đã từng có người ở qua. Theo đạo lý mà nói, nơi này không có khả năng có người ở qua, nhưng là, cẩn thận nghĩ một hồi, nơi này xưng là chúng tiên di thất dược viên, nếu là nơi này đã từng có người ở qua, chỉ có tiên nhân rồi. Cái tiểu cốc này bị nồng đậm vô cùng tử khí bao phủ, tự hồ nơi này có bảo vật muốn xuất thổ, mặc dù cái tiểu cốc này không lớn, nhưng là, đường đi vào tử khí thời điểm, rất dễ dàng mất phương hướng, tại tử khí bên trong để cho người ta đánh mất đối phương hướng phán đoán. Nơi này, Lý Thất Giả dạ đứng ở chỗ này, nhìn quanh bốn phía một cái, không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Giả dạ nhìn quanh một phen về sau, về sau hắn phong tỏa một cái phương hướng, mang theo làm vận trúc hướng cái hướng kia chạy đi, đi không bao xa, bọn hắn đi tới một cái vách đá dựng đứng dưới, phía trước đã không có đường lui. Bất quá, vách đá dựng đứng rễ chỗ có một cái lỗ nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ, cái lỗ nhỏ này thoạt nhìn một mảnh đen như mực, tựa hồ như là đồng không đấy. Nhìn lấy cái lỗ nhỏ này, lý thất dạ không khỏi hai mắt nhíu lại, hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Muốn hay không để thần thức quét một cái cái lỗ nhỏ này? Gặp Lý Thất Dạ nhìn chầm chầm cái lỗ nhỏ này nhìn. Lam Vận Trúc đề nghị. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, vô dụng, ngươi thần thức quét không được. Hắn nhìn chầm chầm lỗ nhỏ trong chốc lát, trầm ngâm một cái, sau đó, quanh, một tiếng mở ra mệnh cung. Lúc này, Lý thất dạ một cái mệnh cung mở ra, gốc cây kia như bàn tay một cây gốc cây khô từ trong mệnh cung bay ra, hoa, một tiếng, cái này gốc cây khô vậy mà trong nháy mắt cắm rễ ở cái lỗ nhỏ này bên trong, nghe được, ông, một tiếng, nhàn nhạt hát mang lóe ra. Phải biết, lý thất giả cái này gốc gốc cây khô chính là từ thiên quần đảo đạt được, gốc cây chết héo, về sau trải qua lý thất giả trót vào dược trấp. Mới sinh ra một đầu cành non. Mà cái này gốc gốc cây khô toàn bộ hình dạng giống như một bàn tay, tự như năm ngón tay mở ra. Mà gốc cây thân cây ở giữa là trống không, là một cái nối thẳng đến đáy hốc cây. Lúc này, cái này hốc cây vậy mà xuất hiện một cái màu đen đạo môn, cái này nhàn nhạt màu đen đạo môn do màu đen trật tự thần liên xen lẫn mà thành. Chỉ như vậy một cái màu đen đạo môn để cho người ta coi như có chút hạng ý, tự hồ cái này màu đen đạo môn để cho người ta cảm thấy là thông hướng địa ngục. Cái này, cái này, đây là người theo như lời phần bí chi bí sao? Lam Vận Trúc thấy như vậy một màn. Không khỏi nghĩ đến một sự kiện, giật mình nói ra. Lý Thất Già dạ tại Thiên quần Đảo đạt được cái này gốc cây khô Lam Vận Trúc nhưng là ở đây lúc ấy nàng cảm thấy lý thất dạ lấy thế giới thụ lá non ngao thành dược trấp đổ vào tại một cây gốc cây khô bên trên, cái này thực sự quá phung phí của trời. Nhưng là, tiến vào đệ nhất hung phần về sau, tại bí cảnh lúc, lý thất dạ liền là dùng cái này gốc cây khô lấy được trấn cảnh chi bảo. Cái này khiến Lam Vận Trúc ý thức được, sớm tại trước đây thật lâu, lý thất dạ liền đã tính toán hôm nay, hắn đã sớm vì tiến vào đệ nhất hung phần mà chuẩn bị sẵn sàng. Tại bí cảnh thời điểm, Lấy được trấn cảnh chi bảo, Lý Thất Giả dạ dùng tới cái này gốc gốc cây khô, hiện tại lại dùng tới, cái này khiến Lam Vận Trúc nghĩ đến lúc trước Lý Thất Giả dạ nói qua ngũ đại vực mỗi một cái phần bí chi địa đều có một cái phần bí chi bí. Cái này lập tức để Lam Vận Trúc ý thức được, cái lỗ nhỏ này liền là Lý Thất Giả dạ theo như lời phần bí chi bí. Cái này ngươi nói đúng. Lý Thất Giả dạ gật đầu nói ra, đây chính là phần bí chi bí, lần này ngươi vận khí rất tốt, vậy mà đụng phải đại cơ duyên đáng tiếc, không nắm chắc được, không thể ở đằng kia chỉ phượng hoàng trở về phía trước chặn đứng nó. Đương nhiên, cái này cũng không trách ngươi, thứ này cực kỳ mạnh mẽ, nghĩ chặn đứng nó cực kỳ khó khăn. Nếu không phải là nó nguyện ý cho ngươi đồ vật, thì chính là ngươi đủ cường đại. Cái kia phượng hoàng liền là theo như lời đại cơ duyên. Lam vận trúc không khỏi động dung, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình lại là đụng vào lớn như vậy cơ duyên. Đối với ngươi hoặc là những người khác mà nói, cái kia đích thật là, nếu như ngươi có thể được đến cái kia Phượng Hoàng, vậy quá dọa ngươi. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, bất quá, ta không vừa lòng tại điểm này, ta muốn đi vào. Tiến vào phần bí chi bí. Đây là rất khó được cơ hội, không nghĩ tới lần này phần bí chi bí lối vào vậy mà xuất hiện. Từ Lý Thất Dạ trong lời nói, Lam Vận Trúc nghe được một ít gì đó. Nàng xem thấy Lý Thất Dạ, nói ra, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào phần bí chi bí chỉ lấy được từ phần bí chi bí ra tới cơ duyên khả năng đi lý thất giả hé mắt nói ra nếu như là có người tiến vào phần bí chi bí vậy chỉ có một người ai lam vận trúc không khỏi tò mò hỏi phần bí chi bí cuối cùng là như thế nào địa phương đâu là ai đã tiến vào phần bí chi bí đâu cho nên lam vận trúc không khỏi nói ra là địa ngu tiên đế sao Lam Vận Trúc nói như vậy không phải là không có đạo lý, bởi vì địa ngu tiên đế là vạn cổ đến nay trong truyền thuyết duy nhất đạt được trường sinh bất tử chi thuật người. Không, Lý Thất Giả lắc đầu, nói ra, một cái cho tới bây giờ cũng không tồn tại người, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua người, chỉ ít ở đời sau là như thế. Lam Vận Trúc không khỏi kỳ quái, một cái cho tới bây giờ không tồn tại người, một cái cho tới bây giờ không có người nghe nói qua người, cuối cùng là như thế nào một người lam vận trúc không khỏi nhìn lấy lúc này cắm rễ ở trong lỗ nhỏ gốc cây khô nhìn không được hỏi người cái này gốc cây khô là một thanh chìa khóa sao giống như đệ nhất hung phần chìa khóa có thể mở ra đệ nhất hung phần bất luận cái gì cao nhất bí mật chìa khóa có thể nói lý thất giả dạ đạt được cái này gốc gốc cây khô lúc chỉ có lam vận trúc ở đây cũng chỉ có lam vận trúc biết lý thất giả dạ cái này gốc gốc cây khô thế nào lấy được không phải lý thất giả dạ nói ra đây không phải một cái chìa khóa, nhưng là, nó sau một cái chìa khóa trân quý trăm vạn lần. Nó nhưng chở đầy lấy một cái vạn cổ không người nào biết bí mật. Lam vận trúc nhìn lấy cái này gốc cây. Lúc này nàng không có chút nào khinh thường cái này gốc gốc cây khô ý tứ, nàng biết lý thất dạ là thế nào đạt được cái này gốc cây khô, nàng minh bạch, cái này gốc cây tuyệt đối không chỉ mở ra phần bí chi bí đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có cái khác tác dụng. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn đi vào, có chút ít sóc nảy, chú ý. Lúc này, Lý Thất Dạ ôm Lam Vận Trúc eo nhỏ nhắn, trầm giọng nói ra. Lam Vận Trúc thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, ta chuẩn bị xong. Mở, đương Lam Vận Trúc cũng ôm chặt Lý Thất Dạ eo hổ thời điểm, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng. Lập tức, cái kia cái gốc cây khô sở sinh lớn lên mệnh cung sinh ra một cái vòng xoáy, gốc cây khô màu đen đạo môn lập tức bị hút lên tất cả màu đen trật tự thần liên. Soạt, trong nháy mắt này, các bay đá chạy, màu đen đạo môn trong nháy mắt đem lý thất giả hút vào, bị lý thất giả ông chặt lam vận trúc cũng đi theo bị hút vào. Bị hút vào màu đen đạo môn, trong chớp nhoáng này, lam vận trúc cảm giác cả người bị xé nứt, loại này đạo môn cùng phổ thông đạo môn căn bản cũng không. Soạt, thanh âm vang lên, sau đó một khắc, Lam vận trúc cảm giác cả người bị phun tới, may mắn có lý thất dạ ông chặt lấy. Nàng mới không có cuồn cuộn trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm đứng vững vàng. Lam vận trúc mở mắt, phát hiện bọn hắn lúc này vậy mà đứng ở một tòa cự nhạc dưới, tòa này cự nhạc cực cao, nằm ngang ở trên bầu trời, cả tòa cự nhạc bị hỗn độn chi khí quanh quẩn lấy. Nhìn thấy cái này cự nhạc, để cho người ta sinh ra ảo giác, tự như tòa này cự nhạc nơi ở chính là lúc thiên địa sơ khai cảnh tượng, tự như cái này cự nhạc liền là tại thiên địa sơ khai lúc tạo ra. Cự nhạc nằm ngang ở trên bầu trời, đương ngẩng đầu nhìn thời điểm, chỉ gặp cự nhạc đỉnh phong phía trên. Tại đỉnh phong vách đá dựng đứng bên bờ, lại có một cái to lớn một sào treo ở nơi đó. Cái này to lớn một sào từ từ bay lên độn hỗn, tựa như biển mây.